người đã đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi mùa 2. Dạ, xin chào mọi người. Trời ơi, nó đu. Nó đu xa quá mọi người rồi, nó xong rồi, qua rồi đó. Đó, mình lại đây. À, phải nói là rất là cảm ơn mọi người trong tuần trước đã bắn tim. Và rất là nhiều lượt view nữa. Và mọi người nhớ nha, chương trình của chúng ta sẽ phát sóng vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên VLive. Vào lúc 7 giờ. Đúng rồi, 7 giờ tối là 19 giờ nha mọi người. Mọi thư từ đóng góp ý kiến hay gửi về email cặp đôi cặp đi @vlive.gmail.com. Còn nữa, hoặc qua kênh fanship. Đó, đúng rồi. Trời đất ơi, mini game. Có mini mỗi game tuần, mỗi tuần cho khán giả. Hồi nãy anh Nghiêm mới nói là có mini game dành cho bạn nào bắt được những cái khoảnh khắc xàm, khoảnh khắc Một khoảnh khắc xàm nhất đó của khách mời hoặc là của MC sẽ gửi về cho chương trình kèm theo những cái lời tâm sự chẳng hạn. Thì chương trình sẽ chọn ra ba bạn may mắn nhất, có những tấm hình vui nhất, độc nhất, xàm nhất hoặc là đẹp nhất sẽ trao quà cho ba bạn. À. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đọc tên ba bạn. Ba bạn của tuần trước nha. Trời ơi, cái này có người nhà không vậy? Bạn Huy Trường nè. Có tên anh Trường nè. Bạn Lê Thùy Trang và bạn Voi Con Unu ở dưới của chữ muối. Rồi, ba bạn nhớ gửi thông tin về email của chương trình hoặc là fanship nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ý cho em mượn cái iPad đi. Cái iPad đi. Cho em mượn cái iPad đi, để em đọc comment chứ. iPad nó đang ngoài vùng phủ sóng. Sao vậy, chị chưa giới thiệu mà hai em nôn quá hả? Ok thôi, hai bạn nôn quá rồi, dùm giới thiệu luôn, vô luôn đi. Xin trân trọng giới thiệu, thay mặt cho gia đình quan viên 230 họ, xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay, đó chính là nhóm Unify, bạn Toppy và Lục Huy. Khổ ghê, em chỉ nhướng cái mông em định lên thôi à. Chị thấy em nôn quá. Đây nè các bạn, nếu mà nhìn kỹ các bạn thấy Lục Huy giống y xịn đại nhân. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trên sóng Vila ngày hôm nay. Trời, mình là Unify. Mình là thành viên mới của Unify, mang tên Tiểu Nhân nha mọi người. Không biết là nhân, còn chưa biết Tiểu Nhân nghĩa là gì đây. Không, em biết. Nhìn nghiêng còn giống nữa, cái mỏ nhọn nhọn giống lắm. Không giống nhưng mà phiên bản đẹp trai hơn. Chắc ôi, thế này. Bạn anh buồn, anh nói thế bạn anh không, buồn. Không, anh thẳng thắn xưa giờ. Không, cái trong cái group bạn của chị ấy là không có coi nhau ra gì đâu nên yên tâm. Thế thì tình gọi là tình anh em cũng đã sứt mẻ sẵn rồi nên là không còn sứt hơn nữa. Nên em có chắc bình lâu. Em. Em là Tổ. Mọi người hay ôm em là Toppy, mọi người hay gọi em là Tổ. Gặp rồi. Quên mất rồi. Quên chưa giới thiệu. Tổ là gọi là một đầu bếp nói vậy nét làm không ra kỳ lắm. Năm sau nha mọi người. Không, trời đứng kế. Đứng kế chị Khởi My ở đây là mình xong, mình dám nhận vậy. Xin lỗi, ở đây không ai qua tôi hết á. Đúng. Tôi ở đây là chùm cuối rồi. Em nghe nói là chị là hạng sao âm đúng không? Sao âm là sao? Là nó dưới cả một á. Không, nãy em bước vô trường quay mình là nghe ekip nói là chị có một món đặc biệt rất là về hải sản muối mặn. Biển hải khơi. Sản muối mặn, hải sản biển lúc mà mặn. Cho ban giám khảo ăn ở trên đây anh phải đọc chú đại bi cho người ta để đừng đau bụng. Đâu, đọc lại coi. Làm ơn ngay ăn món của mi không bị đau bụng. Thiếu gọi nói cho. Không bị ải chĩa. Ải chĩa? Ải chĩa là gì? Ải chĩa là đây. Đây cái đấy đấy. Em chậm hiểu quá. Lát nữa em có phải ăn không? Rồi. Em phải ăn chứ. Rồi, bây giờ chúng ta mình sẽ giới thiệu về Vicon cho khách mời. Đây. Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu vũ khí trong mùa 2. Đây. Đội hot phải cố gắng chiến thắng để mỗi tập để được thêm Vicon. Nếu mà thua thì chúng ta sẽ bị trừ. Cái câu đó vô dụng dành cho đội của mình rồi, hiểu không? Mình bị trừ 2 tuần rồi, mình hết tiền rồi, sắp hết tiền rồi. Trời đất ơi. Rồi, bây giờ là khách mời sẽ nhận được 500 Vicon. Ồ, rất lớn. Giàu ơi. Cái này có đổi ra được tiền mặt không ạ? Không, em đi xuống nhận tiền. Ý em nhìn hot được có 400, mình 500 là mình giàu hơn. Ồ, giàu hơn. Đội hot được mà ưu tiên. Là tuần trước anh chị bị trừ. Ủa, tuần trước bị thua mà không có trừ tiền em hả? Trừ đó, 400. Đó, quen tới 500 lận. Đây 500, mình 400 mà trừ hết 100 rồi. Ủa, tuần trước là còn 400 mà giờ trừ vẫn. Ta kêu đừng có chan nước mắm khúc cuối là được rồi. Chan nước mắm khúc cuối anh chị để trừ 100. Anh mắc cười quá. Bây giờ muốn ăn mình nó không có đường thì phải bỏ nước mắm. Là sao rắc đường tươi rồi phải bỏ đó, nước mắm. Đó, nó nói chuyện là lòi thêm cái ngu. Nó hỏi món ăn mình không có đường thì em bỏ nước mắm. Cái gì vậy?
Không, nước thức ăn mình không có đường, mà bây giờ thức ăn chín rồi thì nào rắc đường tươi lên được, hiểu không? Mình phải có gì pha chế là bỏ nước mắm đường. Ăn như vậy đi, sau rồi mai mốt sống gian khổ họ quen rồi không có sao, không sao, cái gì mình ăn mặn mình uống nước vô thôi. Chị có mua sẵn một lon dừa nước và sau khi về chị khui ra là nó ngọt gắt luôn. Mai là em ăn gì nãy em vô dùng quay là chị Khởi My đã mua hả mấy chục ly nước mía, mấy chục ly rau má chứ đi quầy ai dám uống nước mía đâu. Rau má là chị mua chuột ekip, ekip nói là chị muốn lấy hình đẹp của ekip là phải cho uống rau má. Người ta đòi trà sữa hôm nay bao rau má, người ta đâu tính đâu. Không, người ta muốn bao gì. Vỗ tay nữa kìa trời ơi. Ai vỗ tay vậy? Dăm ba ly trà sữa đứng vỗ tay kìa. Em vỗ tay. À mọi người cho em đổi đồng tiền này được không? Tiền này bị thiếu. Cái này là con mỡ. Có cái này là không không. Không có giá trị mọi người ơi. Hay là mọi người cho em cây viết lông cũng được. Em đây. Để em viết số 6 lên đây là được đúng không? Cắm cái điểm. Em viết chỗ này là thành thêm một số 0 nữa là em được 2 triệu. Ôi 2000. À 2000. Đó, em gấp được bao nhiêu? Đây đây xuống lấy. Rồi em đem ra ngoài em mua đồ người ta đánh em đấy. À, bây giờ mình sẽ chơi game để nhận thêm Vicon nha mọi người. Chơi game nha. Game có tên là mình vừa ăn gì thế? Mình vừa ăn gì thế? Mình vừa uống rau má của chị Khởi My. Không, mình vừa ăn gì thế có rất là nhiều món ngon. Của lạ. Đọc đi. Đây. Hai đội sẽ cử một đại diện bị bịt mắt và nếm các loại trái cây được chuẩn bị theo thứ tự. Sau đó ghi lại thứ tự chính xác lên bảng. Đội nào hoàn thành chính xác hơn sẽ giành được thêm 50 Vicon. Là bên đội Unify là một người thành viên sẽ bị bịt mắt. Và nếm trái cây liên tục luôn, sau đó là ghi đúng thứ tự lại. Trong hai người ai là ăn trái cây nhiều nhất? Chắc tổ kiến thức về trái cây nhiều hơn. Ủa sao cái đứa ăn trái cây nhiều da không đẹp bằng cái đứa ít ăn trái cây kìa vậy? Em cũng không biết nữa, chắc là tại gọi là ăn ở của Đức á chị. Hay vậy là em nói anh nói là ăn Đức. Ở thức Đức. Không, hồi xưa anh nhân da cũng đẹp lắm, giờ cũng đỡ rồi. Thời gian nó kinh khủng lắm. Thì đó là vấn đề về gọi là tuổi tác ấy. Đúng rồi. Ừ, tuổi tác mình đó. Mình còn nhỏ mà. Tính ra trong đây... Vậy là em nói anh già hả? Không. Anh thì ai cũng biết rồi, hình như là... Ừ, ai mới đi sau luôn, trời hết hú hồn. Dạ, đây, em phát cái này. Đây. Đó, đeo đi, đội mình là anh. Mình chơi sao, mình đeo sao. À, mình đeo sao. Rồi, quyết định tổ sẽ là người nếm ăn trái cây đúng không? Rồi, là Kình Lão Đắc Thọ ai mà nhiều kiến thức trải nghiệm cuộc đời. Tức quá mà, hôm nay em tức quá mà. Tức là làm gì được nó đâu. Em ăn hết trái cây. Tuổi thì vẫn thôi, làm gì được. Đời vẫn không làm gì được. Ngày nào. Ok. Rồi. Ủa mà mình chơi liền vậy luôn hả? Đúng rồi. Ừ. Đây nha. Dạ, bây giờ ăn là tôi bây giờ Huy đút đi. Đây để em đút cho, em là giỏi đút lắm. Ăn liên tục nha, rồi ghi lại nha. Mình nhớ thứ tự nha. Mình nhớ nha. Bối cảnh ăn nhớ một đoạn đúng không? Ui trời ơi. Chết rồi, khéo tay quá. Em phải dùng tay dễ hơn đấy mọi người, dùng tay được không? À thôi. Dùng tay. Nãy giờ chị thấy tay em móc nhiều chỗ kỳ lắm á. Ừ, mùa dịch này thôi. Rồi, một. Một nè, biết cái đó trái gì chưa? Hai. Cái gì đó gì nhỉ? Cà rốt, xoài cà rốt. Chết rồi. Em nhả được không? Được. Em bắt đầu hơi nghi ngại, em thấy các cái món này là em cũng đoán đây, được đấy. Nhưng mà cái chén. Sợ nhiều khi đến tuổi nó bị lãng ấy chị. Bị lãng. Ăn là không biết em chắc. Nghĩ là dễ nhất, anh ăn xong anh cứ nhổ ra hết xong anh nhìn cái bã là anh đoán được là lê. Không, không được, nuốt vô. Lê. Xoài cà rốt lê. Tiếp tục chưa anh, sẵn sàng chưa? Quả này hơi to, mở mồm to ra nào. Em đút cho. Khóm. Thường bình thường. Xoài cà rốt lê khóm. Khóm là trái gì? Trái dứa. Dứa là trái gì? Là trái thơm. Dưa hấu. Xoài cà rốt khóm. Nó xoài cà rốt. Lê khó. Đó, nó tổ quả nhập ma là cuốn kèn nào quý vị. Tại vì hiểu không, đếm được 5 cái rồi. Bàn tay có 5 mà, bắt đầu số 6 bắt đầu rối nè. Cái này cái gì nhỉ? Cái ấy á. Ăn tới trái này là gãy rồi. Mận. Trái rồi. Xoài, cà rốt, lê. What? Khóm, dưa hấu. Rồi. Rồi. Mận thì mận đi, còn roi là hồi roi không được tính điểm, ráng chịu nha. Mình... What? Ghê thế hả? Cái này là gì nhỉ? Em nghĩ nó là cái đấy. Chắc... Cái này là cái gì á? Anh biết cái gì? Em đoán là cái này phải nấu lên mới ăn được. Cái này ăn chung với cá hồi á. Yêu. Cái này đoán ăn chung không? Với cá hồi á. Y không mà không vậy lắm, anh ăn cái em không cái, ăn cái này phải nấu lên mới ăn được. Anh ăn đi. Hoặc là ăn với lại... Ủa xong rồi lớn hả? Rồi. Chưa, từ. Còn một thì ăn lớn là được có gì ăn. Thôi, xoài, cà rốt,
lê, khóm, dưa hấu, roi với lại cái không biết. Rồi, đấy, đấy. Miếng cuối này. Miếng cuối ngon lắm, bá cháy luôn. Passion fruit. Rồi đúng rồi, chuẩn rồi, khỏi cần phải ấy nữa. Dạ xong rồi. Rồi, xong rồi. Rồi. Em phải giấu cái này đi đúng không? Anh ấy không nhìn đúng không? Cố lên. Xoài, cà rốt, lê, khóm, dưa hấu, roi, chắc là khổ qua với lại passion fruit là chanh leo, dưa leo, chanh leo. Sai. Sai cái. Anh không nhìn vào cái bã mà đoán này, cái bã này này. Đây. Anh là người chính trực. À, sai. Cậu ấy không ăn gian. Cái đó là cậu ấy đã sai một món. Cái món mà cậu ấy không phân biệt được đó là cái món gì? Đó chính là củ cải. Củ cải không phải. Củ cải trắng. Củ cải không phải trái cây đâu. Củ cải không phải trái cây đâu mọi người ơi. Nhưng mà lúc anh đắng, anh đắng đoán. Đắng lắm luôn. Ừ. Rồi, củ cải mà chưa nấu là nó đắng, nấu xong nó mới ngọt. Oh. À, ủa là tí nữa đội em có giống y chang vậy không? Đúng rồi. Ơ thế là bọn em được bao nhiêu rồi, điểm? Rồi mình bắt lại. Bọn em nhưng mà cái loại trái cây có giống vậy không? Không. Thôi anh ăn đi. Bịch đi. Hay, lớn rồi đừng có giỡn nữa. Thôi chị ơi, thôi chị bịch đi. Đó, thấy chưa? Thôi chị bịch đi. Ở đây đàn ông người ta rất là ưu tiên cho phụ nữ à. Chị ơi, ăn trái cây tốt cho sức khỏe. Đâu, móng cái chày đâm tiêu ra coi đàn ông đâu. Sao xạo. Tôi cũng có chạy đâm tiêu nha mọi người. Hả? Tủ xịt đi. Tủ xịt. 1, 2 nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thắng ăn. Bịch. Không, thua ăn chứ. Thắng bịch nãy giờ vào đâu. Rồi bây giờ. Rồi, cái nào tắt. Bây giờ thua bịch nè. Lớn rồi đừng có giỡn má này. Ăn đi. À, cái đó ăn đúng ăn đúng. Đúng cái ông được. Cái này rồi đúng không? Nãy cái nào? Đó. Tầm ngộ độc thực phẩm tại đây cho mày vừa lòng nha. Ngon lắm chị ơi, toàn những hoa thơm quả lạ thôi. Cái này là level cao hơn này, tại vì là biết là chủ nhà nên là cái món trong này là khó nhằn hơn cái món kia. Không có giống với những cái gì mà bọn em vừa được ăn. Nếu mà cái nào mà chị không ăn được thì chị nhả ra nha, đừng cố gắng nuốt. Không có giống với mấy cái mà bọn em từng được ăn đâu. Thôi đi. Đừng ơn. Mấy đứa đừng có vào một lòng người tốt này chị ép tôi ăn gì. Chị ăn gì. Không, em thiệt, em nói thiệt này là chân thành đúng rồi, chị không ăn được thì chị nhả ra đây nè. Cái tô rồi. Cái tô đâu nhỉ? À đây đây đúng không? Ăn đi là sân ái. Ok. Ăn bé. Rồi mình bắt đầu nè. Yolo. Đưa cho anh. Anh đút cho chị đi anh. Ủa? Đưa đúng không vậy? Đúng rồi. Mới tanh. Nhiệm vụ của Khởi My là các bạn bạn sẽ phải nhắc lại chính xác thứ tự các loại trái cây mà mình đã ăn nha. Kệ em. Dưa hấu nè. Cà lư. Tại dưa hấu cua quá. Trời ơi, ekip mùi thời chua quá. Lẹ đi, người ta quay nữa, không có thời gian à. Tao bỏ vô chạy em tiêu giả cái hết rồi, tao bỏ miệng nè. Anh đi. Em bây giờ thề mới khó đấy anh. Bây giờ thử trộn tất cả các loại vào. Dưa hấu à. Phải nè. Mọi người bị xuống suối à. Đúng rồi, mới gớt xuống đất nó lụm lên đấy. Ui, gió thật đấy, chết. Để lụm lên. Ơi, anh ấy miếng nét em, có hai à. Cái miếng này mới được lụm lên này chị. Ủa miếng này nè, ăn chưa? Dưa hấu này xài nè, mượn này thơm nè. Ừ. Giống hồi nãy mà. Anh đút của em kìa. Nhảy ra không? Có cái chén dưới đây nè. Mày ham lời lắm. Thích ăn hấu cư. Dưa hấu nè. Là... Có nhiều đầy à. Ok vậy đó. Thơm nè, lê nè. Xoài nè. Tiếp nè. Dưa hấu nè, xoài nè. Nè, thơm lê. Hấu xoài mượn thơm lê. Hấu. Tiếng ta ngược nhớ thế nhỉ. Hấu xoài mượn thơm lê. Hấu xoài mượn thơm lê đủ. Hả? Hấu xoài mượn thơm lê đủ. Quả đủ là quả gì ta? Hấu xoài mượn thơm lê rốt. Cái củ cà rốt nó có vị gì giống như vị đu đủ ta? Không, dạ. Sao nó nhai từ cái củ cà rốt mà nó anh bịt mắt nhưng mà lại nghe theo màu. Dạo này, dạo này em bị lẫn á.
Có nghĩa là em trong đầu em nghĩ trái này nhưng mà em nói trái khác. Vậy là không phải lẫn đâu, em bị khùng nó. Vậy em thích quên nè. Nhả ra. Cục cải trắng biết luôn á. Ôi hết giờ luôn rồi. 10 triệu tim rồi mọi người ơi. Ơ chứ cái lắc này không phải là để báo hết giờ à? Thôi ăn tiếp đi. Đừng mở rồi mà, hết rồi. Hết rồi, xong rồi đó. 10 triệu tim. Xin mời. My mới ném luôn cái cuối rồi đó. Hấu thơm. Ê lộn. Hấu xoài nè, dưa hấu nè, xoài nè, mận nè, thơm nè, lê nè, cà rốt nè, củ cải trắng nè. Ờ, bạn có chắc chắn với câu trả lời này chưa ạ? Chắc chắn rồi. Ờ, kết quả cũng là sai luôn, tại vì bạn có ăn 2 miếng mận. Khánh đút cho bạn tới 2 miếng mận nữa. Ừ thì ăn mận thôi bình thường. Ủa chứ khó vậy luôn á, phải đúng theo ta là. Ủa giời. Thấu xài mận mận luôn á. Ủa hồi nãy em đút 2 miếng gì hả? Anh đứng ở đây, anh đứng ở đây. Không phải em không nhớ là đút 2 miếng. Anh đứng ở đây. Thế là chúng ta hơi anh đứng ở đây. Sai về luật chơi rồi đấy mọi người. Anh đứng ở đây cho em một cái búa bự nhất coi. Khu nhà giải trợ. Không phải, nghĩ là không phải thấy ăn ngon đút cho thêm miếng. Ai biết đâu ổng tính vô trong thêm đó là phải mận mận. Mận mận nè, mận mận nè. Mận mận dữ. Làm không có nhiêu tiền mà còn bị trừ tiền nữa. Khổ ghê á. Còn là hai bên đều thua thì chúng ta sẽ chơi oản tù tì để xem đội nào sẽ được nhận thêm tiền. Thôi oản tù tì là để chị. Thật là một trò chơi mang tính chính quyền. Nãy là em với chị đã chơi rồi thì giờ phải để hai người kia còn lại chơi chứ. Nhưng mà em oản tù tì giờ lắm luôn đấy. Mì oản tù tì hay lắm. Bây giờ thì hay lắm. Cậu bây là... giờ bây giờ em muốn thắng hay em muốn thua? Em muốn thắng. Em muốn thắng. Không đừng nói như vậy. À. Em muốn thắng chị sẽ để cho em thua. 1 2 3. Ê, 3 lần đúng không chị? 3 lần không? 1 lần à? Quân tử nhất ngôn. Ờ, quân tử nhất ngôn, ok. 50 năm xong. Gọi là... Thôi, không sao. Em tiểu nhân mà, phải quân tử. Ờ, em là tiểu nhân mà. Em, xong em, rồi, em xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, anh lấy tiền. Xong rồi, xong rồi, kệ em, tiền trao cháu múc rồi. Mọi thứ đã vào dĩ dãn rồi. Bây giờ mình sẽ đọc comment nha. 10 triệu tim rồi mọi người à. 10 triệu tim rồi. Đúng là Unify. Đúng là Unify ha. Trời ơi. Đây. Khuôn nhà dạy. Mọi người ơi, mọi người chỉnh 720p là sẽ không bị mờ. Tại vì mạng hơi lag. Mấy bạn có giật lát gì không? Anh em thấy giật lát chưa? Bấm F5 nhá. F5 nhá. Nếu chưa hết giật lát thì F5 nữa nhá. Bạn nào xem TV thì bật lại nhá. Hả, cái này có chiếu trên TV nữa hả? Đâu không, mình mở cái app trên TV mình coi được. Ủa được hả? Tiền tới bạn là V-Live phủ sóng toàn vũ trụ nghệ. Nhân loại. Đúng hay, rồi. Hay ghê ha. Có nghĩa là coi trên điện thoại đã giật lát rồi, nó nối TV nó giật lát hơn. Trời, không có. Hay dễ sợ. Không phải TV có cái app V-Live luôn. Hay dễ sợ, thông minh dễ sợ luôn. F5 quá mọi trời. Mọi người ơi, mọi người mà xài Smart TV nhớ gài cài cái app V-Live. Trời ơi, giật cái mặt của Tom. Trời. Đẹp quá cáp lại chị ạ. Ừ đúng luôn. Trời, giật cái mặt chất quốc luôn. À, mấy bạn kêu là thực đơn ngày hôm it nay. It set 720p, it will be good. Does the internet still lag? What? Đây nè, mấy it is laggy. Mấy bạn này đang giật theo tiếng của mình hiểu không? Đây tiếp nè. Cái gì nữa đây? Thực đơn của ngày hôm nay. Thực đơn của ngày hôm nay. Sorry. Em được đóng rồi, em được đóng rồi. Sorry mọi người. Tại vì ăn là phải ợ, mọi người hiểu không? Ăn là phải ợ. Đúng rồi. Không ợ là nó trữ hơi, nó đi theo đường khác là phải khác nữa, mệt lắm. Thực đơn hôm nay. Chứ đừng thả bơm. Tự nhiên ở nhà còn quá nhiều cơm nguội. Do anh chị biên tập giảm cân nên ăn ít mà nấu lượng gạo nhiều chi vậy? Tại sao ăn ít mà nấu lượng gạo nhiều chi vậy? Muốn hại chúng tôi chứ gì? Hai đội sẽ chế biến món ăn nhanh gọn lẹ với phần cơm thừa của hai anh chị biên tập. Trời đất ơi! Trời đất ơi! Cái định nghĩa cơm thừa ở đây là có phải là ăn xong rồi nhả ra không ạ? Không. Thằng bé này kỳ. Cơm thừa là người ta ăn không hết xong người ta cất vô chỗ xong rồi người ta giờ ban cho mình ăn vậy đó. Dạ, cho em hỏi là thừa được mấy ngày rồi có bị kiểu quá hạn không? Không, không. Thừa là vừa ăn xong cái bắt đầu là đổ thừa. Nhà vô cái phơi nắng cái quan có hai chữ thừa rồi nha. Một trời, chữ thừa là đưa cho mấy đứa này mà nó giải thích là không bán mua được vậy luôn. Một kiểu đó là thừa từ cái tô cơm là ăn xong còn được ăn nửa tô còn nửa tô xong dục ra, còn một kiểu thừa là cho nguyên cái này cơm múc ra một tô xong còn lại thừa trong nồi cơm. Rồi bây giờ em xin được giải thích ngắn gọn là cơm thừa hết. Thì đó, cơm thừa trong nồi hay là cơm thừa trong tô? Đây, trong đây chỉ có ghi là cơm thừa từ anh chị biên tập thôi. Em hy vọng là nó cơm thừa từ anh chị là chứng tỏ là qua cái miệng của chị này là sẽ thành cơm thừa nha mọi người, chứ thực ra là cơm đàng hoàng lắm nha. Đây. À, nó là cơm nguội. À, cơm nguội. Cơm nguội. Lo lắng quá mà. Chúc hai đội may mắn với phần cơm nguội thừa.
Đó. Nhất quyết là phải thêm chữ thừa vô. Đúng rồi. Nghe khô rồi. Dạ. Ăn không hết là thừa rồi. Đây, hai tô cơm nguội nè. Đây là tô bây của giờ... anh Nghiêm và tô của chị Tiên nha mọi người. Tô của anh Nghiêm là có chấm vàng vàng là tại vì anh Nghiêm là tại vì anh xịt nước tương anh vô. Anh xịt nước tương, còn chị Tiên là không có ăn nước tương. Chị Tiên đang siết khô người lại không ăn nước tương. cho nước tương. Anh Nghiêm ơi, anh xịt cái gì trong đây vậy? Em nghĩ đây không phải là tương đâu. Cái này là cơm cháy. Không phải, nó có màu thật đấy anh ạ. Cơm cháy, cơm cháy. Cơm cháy. Cháy kiểu gì mà không? Anh Nghiêm cần tăng cân, ảnh trộn thêm ít quay cắm lợn. Trời ơi, anh quá đáng lắm luôn. Xin ra coi, rồi bây giờ sao bên đây không có màu vàng? Bên đây không có màu vàng. Thật. Hay mình đổi không? Không, không có đổi. Không, bên này lớn của mình. Ai chơi đổi. Bên này của mình. Bọn em quan ngại lắm luôn ấy. Nó cứ không. Vàng mà nó kiểu nó cứ lở lở ấy. Không, không, anh nghĩ là chắc đổi. Cơm cháy á, cơm cháy á. Rồi, rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị xuống siêu thị mua đồ đúng không? Đang. Mình bàn à, xem bà, mình bà, nấu cái gì. Thường thường á, thường thường ngày xưa ở nhà chị là nếu mà cơm này thừa xong là sẽ đem chiên làm cơm chiên ăn với tỏi rồi, cũng ngon. Đúng rồi, làm cơm chiên ngon, tỏi ngon lắm. Hợp lý. Mọi người muốn nấu. Ờ ngon lắm luôn. Bỏ chan mỡ hành vô. Làm cái món đó. Nhưng mà nó hơi lâu đúng không? Không, nhanh lắm. Nhưng mà bây giờ bên tại vì á thời hạn của chúng ta là chỉ được 20 phút nấu thôi. Con muốn chọn món thực đơn là phải cái món nào nó nhanh nhất. Nhanh nhất hả? Nói vậy thôi chứ là... Nhanh nhất là mình xuống siêu thị mình mua cái một phần cơm. Ờ, một phần một cơm một phần đồ ăn, xong mình lên ăn với cơm nguội là nhanh. Tôi đề nghị chương trình hãy chắt lọc khách mời trước khi mời đến đây. Là các bạn hiểu đề và làm đúng đề bài. À, nói thiệt mà. Giờ nhanh không, nhất là mình đi xuống mình mua đồ ăn, mình ăn với không, cơm nguội. Mình phải chế nó. Mình phải chế biến. Chế biến. Vậy thì mình làm cơm viên đi. Cơm viên chiên. Đúng, anh làm cơm viên xong em dầu à. Giống như là mình thịt wow. Xong dầu. Cái mình cho thêm trứng gà với lại bột chiên xù á, mình thảy vô. Trời ơi, cơm chiên kim chi. Cơm chiên kim chi ngon lắm á. Ổn định chứ đúng không? Mọi người muốn nấu cơm hợp gì? Nấu món gì? Không có làm món cơm chó nha. Cơm chó là gì? Em muốn mang về cho hai con mèo em ăn. Thôi dẹp đi, hai đứa nó muốn nấu gì kệ, hai đứa nó bây giờ mình nói đi xuống. Nói gì ta? Mình đi xuống anh Nghiêm, anh muốn nói gì? Anh Nghiêm không muốn nói gì, anh Nghiêm muốn là hai bạn tự nấu gì nấu. Ok. Sáng tạo đi. Ok. Bây giờ chúng ta sáng có tạo đi. 15 phút để cho mình đi siêu thị nha. Ok. Xuống nè. Đây vỏ của bên Unify. Hãy chờ đợi chúng tôi. Hãy đi. Sáng tạo lên. Sáng tạo xạo là bị tán. Ý mình có cần cầm tiền không ta? Có cần không. Cầm Bitcoin không ạ? À? Mình xài thẻ đúng không? Bitcoin. Thẻ, không, thẻ, nó tượng trưng thôi chứ ở dưới là người ta đã lưu vô tài khoản của chúng ta rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ xuống với siêu thị và mua những món cực thiết để làm món cơm. Có tài khoản. Cơm nấm, cơm giò. Làm gì ta? Cơm viên. Thì anh quay phim tí nữa là chụp chân tép bể đứt rồi. Ghê. Sao gì nhỉ? Sao gì? Đó là mình, đó là mình chậm chậm để cho ảnh có thời gian à. Từ lúc đầu là mình. Mình nên nhớ là có ban giám khảo. Hy vọng á là lúc mà làm ra thì ban giám khảo vẫn còn ăn được. Thấm thoát chuỗi qua đã nhiều năm rồi. Ủa thường mà. Ủa mình phải lấy thịt. Trước tiên là mình phải lấy thịt, phải lấy hành thịt. Lá. Mọi người ơi, mình ăn cơm với salad không? Thôi. Cơm làm mà với salad thì em ăn cơm tầm được không? Broccoli là bông cải hả? Cũng ok là. Tại vì mình nếu mà mình nấu bông cải thì nó sẽ có màu sắc. Cứ cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào. Cơm thịt. Cái có lấy cả bông cải trắng không? Cơm thịt với lại kim chi hả? Thôi, đầy xanh thôi à. Kim chi không? Kim chi. Kim chi chưa? Ờ kim chi. Cải thân này. Cả thịt ăn với tôm đi, tôm. Mọi người phải mua. Anh mua bịch này nhỏ này, bịch này nhỏ này. Mua bên này này. Bịch này nhỏ đi. Phải mua hoa quả nấu với cơm mới ngon. Im đi. Hai đứa này. Cơm là phải ăn được táo mới đúng vị. Chi với gì rong biển hả? Rong biển đâu? Rong biển bên đây, rong biển bên đây. Chị My ơi, bây giờ tụi em mua trứng á. Tự lo nha. Gia đình nó tự lo đi. Ê mình có mua chung trứng không? Mình dùng chung đi. Dùng chung đi tại vì mua không bé. Không có tiền không bé đâu. Dùng kẻ. Ờ không có chơi chung nha. Ừ. Không có chơi chung mới quen biết gì cha. Tụi em ăn không hết thịt. Có ăn trứng chim cút không? Đây đâu, đây đâu. Đó đúng rồi. Bây giờ vị tôm, mua tôm. Tôm hả? Xong mua cam vắt về cho. Tôm một cam, em một miếng cam. Cái này ngon lắm luôn á. Người ta đang một, làm một cơm chiên mà. Nhưng mà tí nữa uống cam sau được không? Đặt nữa đứng xuống sau đi. Khô bò nè, khô tỏi. Bò xay. Tỏi ở đâu nhỉ? Tỏi ở đâu ta? Đó, đây rồi, đây rồi, đây. Lấy cái nào dễ bóc cái này này. Cái dễ bóc này, chứ cái này bóc mệt lắm. Không, là à, không có tỏi bán sẵn hả ta? Tỏi bán sẵn là gì ạ? Tỏi đập sẵn hả? Em cũng biết luôn. Đi, qua đây. Em ơi, ở đây mình có tỏi làm sẵn không? Đâu, khô heo đâu. Người ta đang muốn khuyến khích mình tự làm. Bột cái này. Tỏi cô đơn này mọi người. Ăn tỏi này vào là ế cả đời. Mọi người, tỏi này đi. Dễ làm. Đây.
Bột chiên giòn hả? Anh chị ơi, mình mua tỏi này về ăn này, em thấy hợp với anh chị. Không. Tỏi cô đơn. Chúng tôi không cần tỏi. Mình mua tôm nữa là được. Bột tôm, tôm, ừ, bột tôm, giòn thôi. Tôm, ừ, tôm, tôm, gia, gia vị mình tôm, khó rồi. Tôm, tôm, đây tôm. Có phải không? Tôm, có cá hồi này. Tôm. Thôi, cá hồi nát lắm. Từ từ, tôi nghiên cứu dàn gia vị đây nha. Muối Tây Ninh. Tôm. Tiêu sọ Phú Quốc. Có tôm không? Cái gì đây? Muối chanh ớt mì 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 tại cả hồ ba người ạ. À. Này có bé ngon vậy? Trộn chung cũng được. Ừ. Tôm bên đây. Ê, bên đây. Khô heo cô mi nha mọi người. Khô heo cô mi. Bán anh ba con tôm. Ôi lộn, bán ít thế. Bán còn 5 tôm. Sao không mua khô bò đi, hai đứa mình đó ăn khô heo. Ôi tôm này tôm sống quá nè. Ôi to đi. Mua khô bò đi. Mà mình không ăn đâu, người ta ăn nè. 2 con. Thôi vậy thôi khỏi. 3 con. Bị lạnh chết rồi. 4 con. Thịt điểm lấy thịt heo. 5 con. Thịt heo hả? Nó ngon. Chứ người ta đâu có thích ăn cũng được. Còn ăn gì nữa không? Nhưng mà mình mua trứng và lại mua tỏi quá nhiều. Chúng tôi sẽ đi mua heo. Em tưởng là trứng không được ăn chung với tỏi. Đã lâu lắm mà không ăn thịt heo. Người ta chiên trứng tỏi. Chắc có hơn nữa mà không ăn thịt báo nào dậy sai tin nhầm. Đây em một cái thôi hả? Một cái thôi. Mua gì? Mua đánh cá hồi đúng không? Thôi nhưng mà đủ như đây liên quan hả? Liên quan bỏ vô. Có trứng rồi nó mới sự sệt lại được. Buồn quá. Trứng. Mọi người trứng. Không được. Trứng ở đâu ta? Mà mình có thừa tiền không? Mình đâu thừa tiền đâu đúng không? Nếu mà thừa tiền mình nên mua có làm gì mà. Không đủ rồi, vậy anh mua thêm phần đem. Cho mình cho thêm một dĩa. Dạ vâng ạ. Dĩa đó. Ê, nếu mà mình đem lên á thì mình phải ở đâu bán trứng và lấy chỉ. Em mình ở đây mình sẽ kêu người ta là hộp bỏ tôm và lấy chỉ luôn. Ê, hình như đấy là tiền tìm trứng tôi không thấy. Đấy là đoạn mình phải làm mà đúng không? Mình bỏ tiền để giải quyết vấn đề. À, trời ơi, trứng. Đây là mình bỏ tiền để giải quyết vấn đề. Một biển nhiều dữ vậy. Em này có bán lẻ không? Chứ già nó không bán lẻ. Ăn. Chỗ xong thì hôm nay nhưng lát nữa lên cho thì mọi người sẽ không có được coi quá trình nấu ăn thôi. Cũng được. Thì hôm nay tụi em mua bông cải xanh, trứng gà, mua trứng, mua tỏi, mua lấy nhiều màu đi. Làm món gọi là gì? Cơm rang tôm. Trời ơi, bưởi ngon quá này trời. Rang nhưng mà cũng là trộn. Cơm rang bông cải xanh. Bông cải xanh tôm. Sữa đậu nành. Đó, homemade. Cơm rang cải tôm. Cơm rang cải tôm mới đúng. Đó. Cái cơm này đặc biệt ở chỗ là uống sữa đậu nành cho một số bộ phận trên cơ thể của mình nó nở rang nha mọi người. Có màu đỏ của tôm. Màu vàng phản bội của tôm. Sữa đậu nành nấu ở nhà nè. Tôi dâm yêu có 10 ngàn. Cơm tứ sắc. Tứ sắc hả? Còn màu gì nữa mà nhiều thế? Đúng rồi, màu trắng của cơm này. Cái gì? Màu cam của ngon thơm. Vàng của trứng. Trứng xong cái cam của tôm. Màu cam, màu đỏ của tôm. Lại màu màu xanh. Màu xanh. À, được. Cơm tứ sắc, ok. Món này một mới tự nghĩ lên. Nghe sang nhờ, nghe sang đấy, chúng ta thì cũng không rồi, tính tiền. Cũng có là cơm thừa mà thôi. Còn 5 phút nữa à. Còn 5 phút mọi người ơi. Nè, có mấy củ, có mấy củ tỏi nhỏ nè. Mà mua nhiều quá, mình có nên chia cho chị Khởi My bớt không? Chia cho chị Khởi My á hả? Thôi, cảm ơn anh. Xong rồi. Anh bị ngồi đẹp quá nè. Trước à? Em qua đây, mình qua đây. Một cái màu nào bỏ đi. Cơm ngũ sắc. Thôi được rồi. Cơm ngũ sắc à? Tượng trưng cho 5 mẫu Unify nha mọi người. Cà rốt. Được không? Này có tính tiền không em? Cà rốt dễ làm. Ớt đó hả? Ớt à? Cho luôn nha. Cảm ơn. Chuông là cái dạ nào? Cho nha mọi người, không ăn cắp nha. Không ăn cắp định tuổi thôi. Định nhưng mà rồi. Dừng lại rồi và xin rồi. Xin rồi. Bởi vậy cái tật hơi tay máy thôi nhưng có xin nha mọi người là không ăn cắp. Xin rồi, được cho tỏi rồi. Thôi vậy hả? Ơ chị, em phải mua một cái to đùng luôn. Đúng rồi, nhiêu đây đủ của chị thôi, đó liên quan tới em. Em chia với. Em định nói là cái này lên, em sẽ chia cho chị đó. Ơ chị, cái này, một cái này mình tính bằng bao nhiêu Vcoin chị? Chị ơi, bây giờ tụi em cũng xin một cái tỏi luôn. Bây giờ tụi em cứ lên đi tí xíu nữa tính sao, bây giờ có mua hố. Em thấy mọi người mua nhiều, bọn em mua ít quá hay là bọn em bị mua hớ rồi bọn em mua thêm. Lần nào cũng được cho tỏi, siêu thị thật là dễ thương, các bạn hãy đến với siêu thị này nha. Ba sạch. Ô vậy thôi. Siêu thị ba sạch nha mọi người. Ba sạch. Siêu thị ba sạch food nha mọi người, ở đây hay cho đồ lắm nha mọi người. Cho đồ lúc quay thôi nha, chứ không phải là tới đây là mua đồ là được đúng cho đâu nha. Ok. Gia đình. Sao lần nào mình cũng lên trước vậy? Vậy là đúng là có người phải chở cái khét à. Xong rồi. Xong mình cũng được hình, mà cho tỏi. Hình như mình có phải đơn giản. Đây nè anh Trường thấy chưa? Ăn phở mà có phước là lần nào xuống cũng được cho tỏi hết. Không hiểu luôn, chắc tại tôi dễ thương. Nó tưởng quỷ nó cho tỏi để nó trừ tà đó má. Lần nào xuống cũng được cho tỏi hết trơn á thiệt. Em cũng xin được tỏi này. Trời em ơi. Em cũng xin được tỏi. Em cũng xin được tỏi này. Cái người miền Nam nói giọng miền Bắc buồn cười nhỉ. Sao? Buồn cười đâu mà buồn cười. Buồn cười đâu mà buồn cười. Nói thử người ta nói nào. Đúng như thế.
bây giờ muốn nói gì? Anh em nhấn F5 nhá. Anh em có giật lag gì không? Giống quá ta. Giờ em nói giọng tiếng Nam nữa coi. Rồi. Nếu các người thành tâm muốn biết, trời ơi, ta xin sẵn lòng trả lời để bảo vệ hòa bình cho thế giới này. Không, cái này là cúc miền miền Trung. Hòa bình là miền Trung. Dễ thương, người miền Trung dễ thương lắm. Rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu những nguyên liệu mà chúng ta đã mua nhé. Dạ chưa. Trời ơi, 11 triệu tim rồi mọi người ơi. Khủng khiếp. Siêu đầu bếp. Hỏi đáp siêu đầu bếp là gì anh em? Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần mới. Dạ. Đây là trước khi các bạn giới thiệu các nguyên liệu các bạn đã mua và chế biến các món ăn thì chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Thì bây giờ xin mời cả bốn bạn, mỗi người sẽ cầm một cái búa ạ. Cứ ai trả lời sai, tôi sẽ đọc câu hỏi và tất cả các bạn sẽ đều phải trả lời. Em lấy cái bự nhất nha. Người nào trả lời sai thì sẽ bị những người trả lời đúng đánh búa vào người ạ. Xin mời cả bốn bạn luôn. Lấy dành với. Nè ha. Gãy cái búa dạ. Chuyện chơi nha. Cái búa to. Nè ha. Thấy vũ khí của tôi chưa? Sao lần đầu đi tiên cho đánh nhau ở trong đây à. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ có bốn câu hỏi có liên quan đến chủ đề món ăn ngày hôm nay. Rồi. Câu hỏi đầu tiên. Nếu các bạn chiên cơm thì cơm nóng hay cơm nguội sẽ ngon hơn? Trời ơi, em ngồi. Cả bốn bạn lần lượt trả lời ạ. Theo như là kinh nghiệm 5, nấu 4, 3, ăn 5, 4, 3, 2, 1. Dạ cơm nguội. Kevin Khánh. Cơm nguội. Tại vì nóng là nó có hơi nước á, mình chiên không có được ngon. Dạ cơm sống. Rồi. Đánh nó được chưa? Cho em làm với. Đúng rồi. Cái này là muốn chơi nổi nè. Câu trả lời của Tuppy ạ. Thường thường là sẽ làm cơm nguội. Rồi xin chúc mừng cả ba bạn và Lục Huy là người. Quốc. Hóa ra là hình phạt nó đau đớn thế hả mọi người? Rồi, mày biết luôn đấy. Em hơi biết. Rồi là một câu hỏi khởi động, bây giờ sẽ là một câu hỏi khó hơn. Ok, bây giờ là em sẽ chuyên môn vào này. Chúng ta sẽ bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh trong bao lâu là tốt nhất? Chúng ta sẽ có 4 đáp án. A. Trong vòng 12 tiếng. B. Trong vòng 24 tiếng. C. Trong vòng 36 tiếng. Và lựa chọn cuối cùng là bao lâu cũng được. A. 12 tiếng. B 24 tiếng. C 36 tiếng. Thật sự là cơm trắng nha mà bỏ vô tủ lạnh 2 ngày đem ra nó ghê. Nó cứng, nó khô hết rồi, nó không khó ăn lắm thì nghĩ là 12 tiếng là nó đủ rồi đó. Câu trả lời của Khánh là 12 tiếng. Câu trả lời của My 12 tiếng. Câu trả lời của Lục Huy. Ngon, trả lời trái chiều thử coi. Làm nổi em. Làm nổi lên em. Thôi em cũng 12 tiếng. Nghĩ thì là nên dưới 12 tiếng luôn ấy. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ đáp án 12 tiếng là ít nhất rồi đó. Rồi. Chúng ta chỉ có thể bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh tối đa là 24 tiếng. Cho nên câu trả lời của các bạn vẫn được tính là đúng câu rồi, trả lời chính xác. Đúng rồi. Nhưng mà 24 tiếng này không ngon rồi đó. Nó cứ ngắt luôn, nó sống. Nó vẫn còn nhưng mà qua 2 ngày á, bắt đầu 2 ngày là nó không ngon rồi. Nó không làm được gì hết trơn. Em còn tưởng 2 ngày là không. Câu hỏi thứ 3. Khi cho cơm nguội vào hâm cùng cơm mới nấu được. Thì người ta sẽ cho cơm nguội vào lúc nào? A. Lúc cơm vừa mới chín. Xin lỗi. A. Lúc vừa mới cho nước vào và gạo còn sống. B. Lúc gạo mới gần chín. C. Cơm mới nấu xong rồi, sau đó mới cho cơm nguội vào. Cơm mới nấu, xong, rồi, bỏ vô. Ủa kìa. Đúng rồi, nấu xong cái em xin mời từng người trả lời ạ. Nó hấp nóng lại là ăn thôi. Khánh ạ. Cơm nấu xong rồi mới bỏ vô. Xin mời My. Dù em thấy hơi vô lý nhưng em sợ nói sai quá. Hả? Không nhắc chống lại số đông. Thôi, không nhắc chống lại số đông, em chọn giống Khánh vậy đó. Có nghĩa là cơm gì cơm nấu xong rồi cơm mới nấu xong rồi mới bỏ cơm cũ vô. Xin mời Lục Huy. Cái mà trước cái cơm nấu xong rồi là gì? Là cơm sắp chín. Cơm sắp chín. Lúc gạo mới gần chín. Gạo gần thôi. Gạo mới gần là chín. Là nó còn ướt. Đó em cũng lăn tăn giữa cái mới gần chín. Em nghĩ là gần chín. Đó chơi nổi nhà em. Toàn làm thế. Đó mới gần chín. Rồi xin mời Tuppy. Thường là khi mà nó vừa. Nó xài nồi cơm á, nó vừa bật lên một cái thì sẽ bỏ vô được. Thì đúng rồi. Lúc thì bật lên thì nó cũng chưa chín. Không, lúc mà mình nó bật lên cái là nó vẫn là chưa chín lắm đâu. Chín rồi ấy. Chưa chín. Chín rồi. Chín rồi. Có nghĩa là mình phải tin máy móc chứ. Nó báo chín rồi mà mình nghĩ nó chưa chín là mình chống lại chín rồi nhưng mà nó chưa ráo nước. Các bạn vừa chín thì bỏ vô. Thế là giống em đúng không? Là hai bạn này giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta đã có hai đội với hai kết quả khác nhau hoàn toàn. Xem thấy đội em thua quá. Và xin mời Lục Huy và Tuppy mỗi người sẽ đứng
bên cạnh Kevin Khánh và Khởi My à. Bị đánh mọi người ơi. Không phải đâu. Cái này gọi là twist mình, đó. Mình đứng twist đó, tụi em đứng đây cho mọi người đánh đó. Cái lần đầu tiên chưa, tự nhiên em nghe nó chia dẹp xuống à. Không phải đâu. Ba cái búa gãy này hả? Cái này là twist đó. Búa gãy. Đáp án chính xác là khi nấu cơm cho bữa mới, hãy đợi tới khi cơm mới gần chín thì hãy cho cơm nguội vào. Quất đi, quất mạnh vô, quất mạnh vô, không thì trời ơi cũng được. Trời ơi, em quất đi, cho em thách anh quýnh luôn. Nó quýnh thiệt đó em, nhưng tập tạ nó đâu sợ đau đâu. Quýnh quen rồi mà. Ui. Wow. Sao anh khác thế anh, lần đầu em thấy luôn á. Trời ơi, khổ thân chứ. Lâu lắm rồi tôi mới được quýnh anh. Cảm ơn. Bình thường nó quýnh tôi không à. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nghĩ quýnh được hả? Và chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Theo bạn thì các công đoạn người ta thường làm khi chiên cơm là như thế nào? Chúng tôi có hai đáp án. Hai đáp án. A. Làm chín các nguyên liệu trước rồi mới cho cơm vào chiên chung. Đúng. B. Cho cơm chiên xong rồi cho các nguyên liệu vào sau. Ừ, rồi ăn cho nó đau bụng mà. Ừ, phải làm chín nguyên liệu trước chứ nhờ. Đúng rồi, làm chín chứ, tại vì cơm nguội là nó đã xong rồi. Em chọn phương án A. 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 Làm nổi đi em nữa. Không mà tại vì em không phải là em muốn làm nổi mà tại vì là em không thể sống trái với lại cái hành động hàng ngày của em được. À, hàng ngày là em chiên cơm xong rồi em mới bỏ đồ kia vô. Ủa em ghê vậy? Không cũng được mà. Trứng nếu mà trứng thì được. Được. Trứng thì được mà được. Những cái thứ mà như tôm cà rốt đồ đâu cũng được. Ừ. Tăng tăng nhờ. Mà không. Em chọn cả hai được không? Nếu mà nấu trứng tùy, thì em không? Chọn cái B. Ừ tùy. Tùy. Có phương án C không? Đáp án nào cũng đúng. Ngày xưa em đi học có vậy mà. Cả A và B đều đúng. Cả A và B đều đúng. Đáp án chính là cách nào cũng được, tùy theo từng đầu bếp. Thấy chưa? Thế là rồi. Tại sao này không có vốn? Nhưng cách A sẽ ngon hơn. Ngon hơn thôi chứ cái ngon hơn thôi chứ cái nào cũng đúng đó. Vậy là cái này ai bị đánh? Chẳng ai. Không ai bị đánh hết. Thực ra là cách thứ hai là nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ tiết kiệm thời gian. Nhưng mà nó dễ đau bụng lắm em. Không, những cái thứ mà khó chín như gà nè, đặc biệt là gà nè. Đúng rồi. Cái rau củ cứng thì cà rốt là khó chín lắm à. Rồi, bây giờ là tổng biêu nè. Hai đội tự giới thiệu các nguyên liệu đã mua. Mời đội Unify. Dạ vâng, món ăn ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là một món ăn đỉnh cao, mang hương vị năm màu sắc, giống như là năm thành phần của năm thành viên trong nhóm Unify. Nói giọng nam đi, nó chất hơn, nói giọng miền Nam đi. Năm thành em viên trong nói giọng nhóm. Nghe xong không nghe được. Được, để em nó nói. Năm thành viên trong nhóm Unify. Hay. Cái món đầu tiên đó chính là đến từ rừng già âm u Amazon, một màu xanh huyền bí mang tên Lục Huy nha mọi người. Đây chính là Lục Huy. Lục Huy. Đến từ Đà Lạt. Đà Lạt. Bông cải xanh. Những con tôm tanh tưởi này được nó giới thiệu thì không muốn ăn luôn. Được. Em tự cứ giới thiệu cho em như thế xong người ta dám luôn, ăn. Không ăn luôn. Tượng trưng cho tươi Tùng ngon, tươi ngon. Tươi ngon này tượng trưng cho Tùng Maru, một tuổi trời ơi. Phơi phới, ai, một tuổi phơi phới. Tuổi là nhảy nè. Tuổi nhảy. Tuổi nhảy. Khoan, Tùng Maru nó thúi vậy luôn hả? Sao em với vậy nó tanh tưởi. Đặc biệt là xài từ tanh tưởi. Ừ, nó thúi vậy luôn hả? Thôi cái đấy thì để trải nghiệm sau chị ạ. Ừ. Tiếp đến là một màu đỏ thể hiện cho sức mạnh của vị thần Ares đến từ Hy Lạp. Cây ô chiến tranh, màu đỏ chiến tranh. Chiến tranh. Đâu màu đỏ là màu chiến thắng mà em. À chiến thắng thì chiến thắng cũng là phải đánh nhau rồi mới đánh được chứ. Không, lỡ màu chiến tranh là đội thua em cũng nói là màu đỏ làm sao. Chiến tranh mà có thua có thắng chứ. Anh nói chung là này màu đỏ. Đúng rồi, nó màu đỏ vậy thôi. Đây chính là vẻ đẹp của Tupi. À what? Không, đây chính là Cody nha mọi người. Cô đi nhiều trứng vậy luôn hả? Cô đi nhiều trứng lắm chị. Quá chị. Cái quả trứng này nó tượng trưng cho cái sự gọi là cái sự hoàn hảo. Hả? Trứng đâu có hoàn hảo. 10 trứng là hoàn hảo. 10 trứng là hoàn hảo. Là một người đàn ông hoàn hảo. Bây giờ tôi muốn biết là một người đàn ông hoàn hảo là phải có 10 trứng nha mọi người. Còn đây chính là Tuppy nha mọi người, cơm nguội chính là Tuppy. Còn em là cái gì? Em là đây rồi là cái bông cải này. À rồi. Tuppy là cái mùi tỏi, hắc của tỏi kết hợp với lại cái cơm nguội. Vậy là Tuppy bị hôi nách hả? Tại vì chỉ có bị hôi nách. Không, đàn ông thường có những cái mùi đặc trưng riêng ở những cái vùng đó thật. Đó. Giống như em là đu đủ. Mùi đu đủ lại chưa. Em là đu đủ. Đây giờ nhìn nè. Mùi đu đủ luôn. Đu đủ chín cây. Một viên đu đủ luôn. Là... chứ không phải đu đủ xanh sống mà ăn chung với gan bò đâu mọi người, không phải cái đu đủ đó. Ờ đu đủ chín cây thì nó hơi hôi. Thử phải hôi mà. Thôi, trời ơi em ơi. Tôi là thật tình có sao nói vậy thôi. Thì luôn á, mỗi lần mà đi tập gym về đó. Tập gym. Tập gym. Tập gym. Trời ơi.
chị giặt rồi mà quên đem ra nắng phơi, mà phơi trong phòng là mai là banh nhà luôn. Ôi, rồi bây giờ tới đội khởi nguyên nha. Đầu tiên là phải có ngò rí, trang trí. Trang trí. Tiếp theo là bột chiên xù. Bột chiên xù để xù. Bột chiên giòn để giòn. Để giòn. Kim chi để chua. Tỏi. Hành tím. Hành tím để tím. Rất tím. Còn gia đình chúng tôi không hoàn hảo, 6 trứng thôi. Rồi. Thịt lóc 6 trứng nè hả? Thịt heo bằm. Biết luôn á. Thịt heo bằm. Và rong biển. Và luôn luôn có một cái món mà ngoài giả thú không có liên quan gì đến cái món ăn, đó chính là sữa đậu nành nấu. Nó thèm nó uống. Thích uống sữa đậu nành khổ lắm mọi người. Tại vì mỗi khi mà người ta thiếu thốn chỗ gì, người ta thích uống những cái để phục vụ cho chỗ đó mà mãi những không bự rồi. Uống đi. Uống miếng. Em tội thằng bé quá, thằng bé nó đòi uống nước cam. Nó đòi mua hai trái cam nên nó dắt cơm. À ok. Em còn sống có cả hồi này nọ. Mua, ừ, mua đi nè đó. Thật sữa đậu nành không được. Mình thiếu nợ mình tính sau. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng đúng mà rồi. Mình phải sướng cái miệng mình đúng trước rồi. Hả? Xin lỗi. Ý thật. Chai này có 10 ngàn. Sau là mình tiêu người nhiều ơi. Nữa. Chắc mình cho mình tiền, mình tiêu nhiều lên. Sau nhớ mà tụi em thêm lần nè. Rồi. Cho em cái giá đi. Giá đi anh. Đâu em nói là em được cho tỏi thôi. Tỏi này cho, tỏi này được siêu thị ở dưới cho. Rồi, xin chúc mừng đội của Lục Huy và Toppy. Các bạn còn đến 334 Vicon ạ. Wow. Tiết kiệm quá, tiết kiệm nha. Mình và vẫn tiếp nối nhờ. Truyền thống bất bại từ tập 1 tới giờ, đội của Khởi My chỉ còn lại 185 Vicon ạ. Wow, 180 cũng được. Vậy là tụi em vẫn còn đủ tiền để mua cái phần bên kia. Đúng rồi, bây giờ bắt cái phần này mới quan trọng nè. Cái phần này mới quan trọng. Này mà quan trọng này, mua được mấy cái này không? Nè, trước tiên đọc phải là phải trời 12 triệu tiền mà 13 ngàn được xem rồi mọi người ơi. Đúng rồi, ở nhà đi, coi bắn tim đi, đừng có ra đường chỗ đông người. Ừ, đề nghị luôn các bạn, đừng nên ra đường nha, đi tập thể dục thì được. Đó. Mấy bạn kia là yêu Tổ Huy. Trời, hình Unify quá trời luôn nè. Ủa có hình đại nhân nữa. Rồi bây giờ tụi em đại nhân chơi quá ta. Các bạn ơi, mình tới đi chợ lần 2 mua súp tu. Là ví dụ như bên tụi em là còn được 200 coin đúng không? Được 200, 300, 330 lận đúng không? Trời ơi, nhiều quá vậy. 330. Ê, khoan hai em, chị cho nè. 330 nói dư ba cũng không làm được gì. Của chị có 180 cho ba xin 30. Chia lại miếng sữa đậu nành. Thôi bây giờ mình anh là anh chưa bao giờ tự hào về vợ anh có lúc này hết trơn. Nó xin đồ là đỉnh cao luôn. Lấy ly. Sữa đậu nành không đường luôn, ngon tuyệt vời. Thì thay vì hồi nãy chị cho hai đứa 2 ly đâu má, giờ hai đứa cho lại 30 đồng. Ủa, được không nhở? Cái tay hợp lý nhở, hợp lý nhở. Nhưng mà cho chia kiểu gì? Thì đó, mình nói là nó miệng. Cho miệng chương trình đồng ý rồi. Donate chị khỏi lấy sữa nè. Hai ly đâu má, không hai ly đâu má rồi đồng ý rồi, lấy sữa chi nữa. Tại em đó đó. Mình tự hào, dã man. Rồi, ngày phút okay. Thì bên đây là sẽ có 300 điểm. Thế là em không được đậu nành thật à? Không, em lấy cái ly khác đi chị cho. Đồng má đi, đó. Đây, để đổi em được 200 đúng không? Ôi chị ơi. 200. Nó xin em xin ít đậu nành em qua ngày. Cho nó miếng. Nè, bây giờ chị nói cho em, trên người em không cần phải bự ra thêm bất cứ cái gì nữa. À thế à? Đẹp rồi, uống đậu nành nó bự, nó xì ra kỳ lắm, hiểu không? Xì ra. Ừ, nó kỳ lắm thôi. Em tưởng là nó cứ to đều thôi chứ. Không cần to nữa, đẹp rồi. Đó, bây giờ lựa đi. Nè, cái 50 chưa chắc gì là nó dở. Tôi lấy cái này. Mà cái 150 chưa chắc gì nó xịn nha. Cái này đi. Tiền nhiều nó không biết để làm gì hết. Hai cái 50. Tiền nhiều để làm gì rồi lại. Lấy cái 100. Lấy cái 100. Ơ là sao ta? Em lấy được hai cái, ba cái. Sao mình không lấy cái nhiều tiền? Cái đó 200 rồi đấy. Thì nhiều khi nó có nhiều tác dụng không? Cái này 50 coi whatever. Em nghĩ là mình nhiều tiền mình mua cái này đi, tại vì một cái to bằng nhiều cái nhỏ. Để đọc này. Mấy anh chị yeah, mua đi cái này là xịn đấy. 200, it's okay. Sao chị gật đầu mà wrong rank thế. Mình cứ mua vượt số tiền đi xong rồi mình. Nè, nhá, tôi nói hai anh chị biên tập nha. Cái này khúc cuối cái này. Lấy cái đó với hai cái này. Đâu để mình coi thử xem là chức năng của nó này là em gì? Mình mở cái 50 trước. Rồi, đọc bây trước giờ đây. Trên tay của các bạn đã là những cái super tool thì các bạn được quyền sử dụng vào bất cứ lúc nào mà các bạn thích. Wow. Wow. Không muốn sử dụng không? Nói liền đi. Cẩn thận nha. Chị không sợ em. Cẩn thận đó. Chị chở cái con quỷ super tool. Super tool. Có muốn xài liền không? Em còn đang chưa biết nó nói về cái gì, em đọc hoài không hiểu. Từ em đọc trước. Đọc cho con bé nó hiểu. Chừng. Rồi không biết đọc. Gia đình chúng tôi xin được sử dụng vào giờ chót. Tất cả.
tất cả ba luôn. Chết với chị. Tuy rằng chị nấu không có sẽ hại em được. Em không hiểu. Cái này xài được nè. Em vẫn chưa hiểu gì hết. Tụi em xin xài cái súp tô này trong quá trình nấu ăn. Rồi thì lúc nào xài cũng được. Cái này là... Thằng bé nó đọc lâu quá. Cái này em không cần lắm. Thế hả? Tới hạ hồi mới phân giải lần. Ừ. Không cần cho chị nha. em xin sử dụng cái này là bắt đầu nấu ăn luôn dành cho đội bạn. Rồi đọc. Nếu mà bắt đầu thì phải đọc trước. Là hai thành viên dựa lưng vào nhau trong suốt quá trình nấu ăn. Không mấy cho em sợi dây cột luôn lại được không? Sẽ hợp lý chứ mà. Thôi 50 thôi mà Super Thu. Cười. Là mình phải đứng như này anh. Chị một trời. Nên ơi. Nhớ tụi tôi còn 3 cái mà tụi tôi đợi tới khúc chót mới xài nha. Ok. Đứng đi anh. Được rồi. Ê khôn quá vậy. Lát hồi là anh làm không hả? Ừ anh làm không. Em cột cho. Ờ phải cột dây thật à mọi người. Ờ thôi chắc phải cột. Trời ơi cái dây đó là cột cổ. Trời ơi. Này cột sao được. Cột vừa. Ê mọi người thường thường ở nhà. Cái này chỉ thắt cổ cho em thôi. Không. Này thắt cổ con. Không. Anh đứng đi. Thường thường ở nhà mà làm gì là Khánh không cho đâu. Ước mơ của em thật sự thật rồi. Thôi mình tin tưởng đi. Xàm tự nhiên thích dính cái đít vô đít mà. Đúng rồi. Để anh cột cổ em nha. Quạng dễ xem. Cho đẹp. Lắm mọi người. Nó rất bệnh. Cho đẹp. Cái này gọi là trời ơi, chàng trai quàng khăn vàng ấy mọi người. Rồi không tin luôn á. Nhưng mà hai cái thì để làm gì ta? À cái này dài hơn, cái này dài hơn. Thêm vừa. Cột hai cái lại với nhau xong rồi cột. Ôi, lại đúng không? Cái vòng eo của anh Kelvin to quá mọi người ơi, lấy cái nào dài hơn chị ạ? À? Không, mình lấy hai sợi dây cột lại với nhau xong rồi. Vừa. Đây anh tô cột được nè. Dạ, mọi người thở được không vậy? Thở được chứ. Đó. Trời ơi. Đó, trời thích dễ sợ luôn. Rồi, tình thương, mến thương. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu ăn nha. Và xin mời Kelvin Khánh mình sẽ nhấn nút để bắt đầu tính giờ. Cái gì, khoan gì? Mình sẽ nhấn nút để bắt đầu tính khoan giờ. Khoan cái đứa con nhỏ này dính vô làm mất tập trung quá thôi. Đừng coi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu ăn. Ok, rồi, bắt đầu nào. Khánh, chúng ta sẽ nhấn nút màu xanh để bắt đầu tính giờ. Các bạn sẽ có 20 phút nha. Chưa. Mình dọn cái bây giờ xin mời Tupi, bạn sẽ nhấn cái nút màu xanh. Anh đứng ngang để em phụ anh được, đứng ngang nè. 3, 2, 1, đầu. Đứng ngang em. Vô. Đi đâu dạ? Phúc làm cái gì hay là em cứ sơ chế hết rồi anh làm? Anh rửa, em rửa cái đó đi. Ờ, ok. Anh rửa cái gì đem rửa cho. Anh lấy gì hả? Ồ ghê á. Cái trứng quậy lên nha. Tập hai cái trứng quậy lên, anh đi đâu, anh đứng đây cho anh đi đâu. Sao không lấy qua cái bàn kia làm? Cái này có ăn không nhỉ mọi người? Lẹ. Không, không ăn à. Rồi, tiếp. Nhanh lên. Rồi, đem cái chén đó qua đi. Đem cái chén. Rồi. Cái búa thiệt. Cái búa. Anh trứng này đâu cần đem đúng không anh à? Không. Anh lợi em xíu. Thua du. Cái gì vậy trời? Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu? Chị ơi đừng đổ trứng vào người em nhé. Đổ luôn. Rồi đây, rửa rau. Ôi rồi. Trứng đều nhá. Cái bếp này vặn như nào nhở? Đừng làm đổ của em nha. À, em cứ rửa đó. Em mọi người ơi, cái vòi nước em không biết dùng. Vòi nước bên kia. À, dùng vòi trước à? Đây. Sao đây? Nó xiết à. Ờ, mọi người yêu quá. Em bảo rồi, vòng eo của anh Kelvin to lắm, mọi người phải lấy cho cái gì ấy hơn. To hơn. Cái này sao? Cái này phải lấy đồ cắt chứ anh, dao đâu? Mọi người ơi, rửa như này sạch chưa? Kỹ nha Huy ơi. Ngộp thở luôn. Thấy mẹ à My ơi. Sao vậy anh? Anh thấy bột rồi. Sao vậy bột sao vậy? Phúc ơi, cái broccoli này mình có cần phải thái nhỏ ra không hay mình cứ để to này? Em mấy xong em cắt nhỏ giùm anh đi. Cắt nhỏ để nấu cho nhanh chín thôi chứ không gì. Ok. Không cần đẹp đúng không? Không cần đẹp. Tên cắt xấu thật xấu nhá. Ôi mọi người ơi, mình đừng dùng chung một cái ấy chứ. Có con dao không? Cái gì? Có con dao cho em con dao đi. Thì sao con đi lấy con dao được? Em xin lỗi mọi người ơi, cái này bật như nào nha? Đây. Rồi, tới maximum là R. Cảm ơn ạ.
quà. Anh có muốn em giúp anh cái gì không? Không nha. Mùa 1 thì ảnh kêu Khánh là anh. Giờ qua mùa 2 phải kêu ngược lại. Em có muốn anh giúp em gì không? Thật ra là có nhiều cái lắm. Anh có thể cắt giùm em cọng dây được không? Cái đó gì không? Em chỉ cần một cái đơn giản nhất thôi. Cái đó là No gỡ ngò lông quá. Ok anh đi đi, anh đi đi. Anh đi đi, đâu làm gì đâu. Chờ ta. Mày đứng mày bò cái ngò. Cái ngò là phải, cái ngò là phải ngò rồi. Còn cái ơi. Ôi sao mọi người được thoát rồi à? Mọi người thoát thoát nạn rồi à? Bây giờ cột hai cái sợi dây lại còn một sợi dây màu vàng đâu. Anh cột em làm gì vậy? Sao anh cột kỳ vậy? Đây em cột rồi hả? Đây 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 đây, cột hướng này nè. Wow. Wow, mọi người nhìn ngon đấy. Rồi tự nhiên cái gì đó ăn cái tự nhiên tôi đứng lên chụp cột dây nè. Được rồi. Đợi cái này sôi em bỏ vô trong đó. Người ta được trụng nước rồi, tôi chưa thấy cái chảo là cái gì luôn á. Ơ đợi cái nó sôi em à, cái này nữa này à, được rồi cái này nè, cảm giác cắt nhỏ hai cái đít cạo vào nhau thật là sung sướng mọi người ạ. Cái này để nguyên à? Cái đó nãy anh kêu người ta cắt chỉ rồi nên em chỉ cần rửa xong rồi để nguyên thôi. Để nguyên một con tôm em cắt làm ba phần. Ok ok được rồi. Ui tụi nó đập tỏi xong luôn rồi kìa, để em lột tỏi cho. Trông thế thôi chứ tính ra mình cũng vẫn đảm đang lắm mọi người ạ. Ai cưới mình là sướng lắm đấy. Trời ơi. Bà cái tỏi này sao? Đây làm cho em, làm cho em, làm cho hết. Lên đây tranh thủ đăng tin tuyển vợ. Ai mà còn đang gọi là neo đơn, neo thân. Tôi tin rồi ghê. Đây trong khi mọi người làm thì mình sẽ đọc. Không nơi nương tựa thì mọi người nhớ là mình có khả năng. Tôi anh chị nhà em quá là anh chị này đúng không? Bị lột đi cố lên. Bị làm cái gì? Em lấy đồ đâm tỏi. Đó, tôi sick. Nè. Okay. Có bị ngược đường không? Có đi qua bên đây dầm không? Để cho tôi quay qua bên kia tôi làm cái chảo coi. Ừ đúng rồi ha. Được, em ổn mà. Trời thơm ớt quá vậy. Chặt đôi quả ớt chuông mà nhớ về cây ô. Cảm thấy như mình đang giết chết cây ô bằng việc chặt băm nhỏ người cây ô ra thành nhiều mảnh. Tụi nó rảnh rang quá, tụi nó nói xàm đó. Nhưng mà cái bếp đó đâu? Món của bọn em rảnh lắm chị ạ. Nhanh lắm. Chủ yếu là tinh thần thôi. Trời cột vô thiệt luôn á trời. Chết luôn vậy đó. Nhưng mà nè, bình thường là hai người ở nhà nấu ăn đâu có bao giờ mà cột vô nhau vậy đúng không? Ủa anh Khánh nấu chị đứng là chị. Trời ơi, ở nhà mà cột vô là nhốt hai đứa này lại luôn đi, đừng có để cho nó ra đường. Em lại cứ tưởng là bình thường anh Khánh nấu xong rồi chị My ngồi đứng ôm. Ôi trời ơi. Lãng mạn ấy kiểu em ơi cái đó vậy. Trong trên phim ấy, tưởng thôi em ơi. Đấy. Ở ngoài là vậy là phiền lắm luôn á. Đúng không Khánh? Đúng rồi anh. Nó phóng cho một dao là chết liền luôn á, đứng ôm. Ở nhà em nấu ăn rồi đứng gần em là em chữ á. Đang bận rộn mà đứng sơ rớt. Bỏ cho em một cục tỏi với coi, đủ chưa? Đủ chưa? Thêm đi. Mình không có dao nhỏ à? Không, dao to, mỗi cái dao to đùng à. Trời, mấy chương trình này mốt về tụi em già mà tụi em coi lại chắc tụi em mất gân quá. Không mà gì mốt già rồi coi lại mấy này vui lắm. Không mất gân chết em ơi. Hết, kỷ niệm mà. Chưa nhà đâu có ai rảnh đâu mà cột nhau vô vậy. Không, thiệt sự không rảnh thiệt. Trời mệt thiệt luôn á, cột vô mệt quá. Bụng Khánh nó bự quá, mỗi lần nó thở là cái nó nứt ra. Sáu mũi. Sáu mũi dồn một. Là đã từng sáu mũi và giờ đã dồn một rồi anh. Đúng rồi. Chị nói cho em nghe nè. Cuộc sống gia đình vất vả phải sao? BT của Khánh tên là Phát Mập. Tập riết body y xịn phát luôn. Em cũng có nghe nói là thường là PT và người tập là thường giống nhau đấy. Không, mà sao lạ lắm nha. PT mà đi tập á, ít khi nào người mà dáng đẹp lắm nha. Trong cái... Đúng rồi, tại vì người ta PT người tập cho mình đẹp thôi. Người tập cho ta đẹp, ta to, tập không, ta đó to tập cho mình đâu. Đúng rồi. Đúng chưa? Cái này nó không sôi luôn. Anh em còn dịch lát gì không? Hết dịch lát chưa? Cái bếp này mở được không? Được luôn. Ôi giời, mình lại còn phải luộc. Xài cái bếp đó đi anh, nó nhanh hơn ấy. Bếp lửa lúc nào cũng nhanh hơn này. Ha. Đây bê qua đây cho sôi xong rồi trong lúc đấy mình làm món khác Phúc. Chúng ta còn 12 phút nha. Trời ơi có 12 phút nè.
sao mà kịp đây? Bây giờ mình làm gì chứ? Làm gì á? Làm cái này đúng không? Cái này nữa. Chảo nóng cho dầu. Ơ thế là xong rồi đúng không nhỉ? Xong rồi mọi ạ, mà phần việc của mình đến đây là đã hoàn thành. Em lấy cho anh muối, đường với lại bột nêm lại. Tổ làm gì kìa. Xong việc này là mình sẽ xong nha mọi người. Tôi có cần chị phụ gì không em? Chị gãi lưng cho em vậy đấy. Muối đường với cái gì Phúc? Muối đường với lục nêm để đây. Bột nêm ở đâu? Mình chưa lấy hành tím mà luôn á. Em xin cái này anh ơi. Mọi người, ôi xôi ôi. Này bột nêm. Đúng rồi bột nêm á, lên đây. Bột nêm có kiến chứng tỏ là rất là tươi ngon nha em. Bột nêm rất là nhiều kiến nha mọi người. Người ta thường nói rằng là thịt kiến cũng rất tốt cho sức khỏe nên mọi người đừng lo nha. Ủa, mỗi lần nấu ăn là cái đứt sẽ lắc vậy hả? Sao em thấy Khánh lắc dữ vậy? Khánh lắc vậy nè, đúng luôn vậy nè. Người ta lắc đó, đó, cái bên này đó, đó, cái đứt lắc đó trời. Thôi trời, cái đứt lắc dữ vậy trời. Người ta cái bàn tay điêu luyện, người ta múa đó. Ừ, múa ghê, lắc dữ vậy trời. Lấy rồi, cái tắt cái bếp bên này. Cái gì? Kim chi hả? Trong biển hả? Trong biển, bóp ra nhỏ nhỏ nhỏ. Đổi. Đi qua lấy cái chén, lấy cái chén. Để bóp bỏ vô. Quay qua đây, lấy cái chén đi. Lấy cái chén. Rồi lùi qua đây, để tôi xào thịt. Nhanh lên. À màu quá. Ồ hiện đại quá, không biết xài. À màu ê. Vâng, vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, các bạn đã thấy thảm cảnh của chúng ta ngày hôm nay rồi đó. Tôi đang cầm trên tay ở đây là một lọ hạt nêm rất nhiều kiến nha mọi người. Những chú kiến này sẽ có tác dụng giúp cho chúng ta phòng tránh được các bệnh về tim mạch. Làm. Câu nói vừa rồi là câu nói vừa rồi là không được kiểm chứng khoa học nha mọi người, nên mọi người đừng nghe theo. Thế là đúng là bây giờ mình không còn việc gì nên là mình chỉ biết ngồi nói xàm thôi mọi người. Comment đi, đọc comment. Có ăn miếng, ngon lắm. Đúng rồi, trong lúc mình sẽ đọc comment nha mọi người. Tô giỏi ghê, Tô đảm đang quá. Cảm ơn em nha. Huy ơi, em lại em coi bông cải với. À bông cải hả? Trời ơi, cái bông cải sôi, sôi rồi nhưng mà được chưa nhỉ? Sôi nhiều lắm, tại vì nó lâu chín. Thế để lúc nữa nha. Cái rong biển này nó ngon lắm mọi người ơi. Wow, thơm quá à. Trời ơi, Khánh mà nấu món nuôi sốt kem á, sốt kem với hải sản á, trời ơi, ăn Khánh nách giật. Ngon lắm hả? Wow. Hay quá, giỏi quá. Kim chi đâu thế, kim chi bên này, em đem bên này coi nè. Đã. Kim chi kia đó. Cố lên mọi người ơi, mọi người thật là giỏi quá. À, còn 9 phút. Kim chi nè. Chứ cần em giúp gì không? Chứ em thấy bên kia không mọi thứ đã được hoàn thành rồi ấy. Em cũng quen rồi, ở nhà là lúc nào là em cũng đợi. Đến đoạn này là em đợi Phúc nấu xong rồi em ăn thôi. Để ăn thôi phải không? Ừ. Đổ kim chi chưa? Đổ kim chi. Không cần giúp gì nhé. Được chưa? Hết luôn à? Rồi, hết luôn. Rồi, xong. Vì ơi, em là... lấy cái broccoli đó, em đổ ra cái rổ xong rồi chế nước lạnh. Anh phải lấy cái đũa nó hơi khó. Ok nha. Tắt bếp nha. Khánh có một món đã lâu rồi em không được ăn, đó là thịt kho tiêu. Ở nhà em làm ngon. Giỏi nhất món gì? Em giỏi nhất là em chỉ thịt để ăn thôi. Làm steak ngon lắm. Steak ngon lắm hả? Ừ, em làm steak. Xong rồi dội cái nước này vô à? Kể từ bây giờ em phải nói tiếng miền Nam hết, không được nói tiếng miền Bắc. Dội cái nước này vô đây. Đúng rồi. Cái món này của chị á, cho cái này vào mới ngon nè. Đổ thẳng hai cái này vô. Thôi cảm ơn em. Thì ơi, đem cái đó lại đây em. À đây nè, cái quả này. Đúng rồi, đây là đúng là hợp với đó, chính xác rồi. Em chị muốn hỏi em thêm một số chuyện nữa là bây giờ. Em đang nói chuyện với chị đi. Không, chị hết cần nói chuyện với em rồi. Chị đang tính nói gì với em? Hết rồi, chị hết nói chuyện với em. Sao chị kỳ vậy ta? Đeo bao tay vô. Chị thôi may. Chị mới gặp em mà chị hỏi câu xong rồi chị biến mất vậy. Em hững hờ, em buồn lắm. Bao tay vô. Từ từ để khối máy mang từ từ khoan. Người thấy không? Tài nghệ này là rất là hoành kinh khủng nha mọi người. Khoan, thử miếng tôm đi. Nóng. Ủa sao khối máy mở cái bao tay không được ta? Đúng là bếp trưởng Unify mà khác. Bao tay thì biết hư rồi.
Ở đây này. Cái gì ấy? Lấy bao khác. Được rồi, 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 được rồi. Thì ra những cái món này á, nếu mà mình chuẩn bị nguyên liệu từ tối. Em nắm, em bóp vậy thôi đúng không? Chỉ cần 10. Đây, 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 cầm cái chảo đó qua đây. Cầm cái chảo đó qua đây. Tức là đó qua đây. Cầm cái đây. Rồi, để đây bóp đi. Rồi. Lịch trình mà dày một tí á là tại có nhiều lúc là phải dậy từ lúc 3 giờ sáng để đi make up. Đi. À. Nên là làm những cái này trong 10 phút là ăn sáng rất là tiện. Cơm không có dính lại với nhau. Khoan khoan khoan. Cái chén trứng của mình đâu rồi? Ôi dồi, ôi dồi. Mấy ơi, dọn đi, dọn. Ôi dồi, à. Dọn cho gọn lại. Dọn à? Dọn. Đến đoạn dọn rồi. Bột. Bột vô. Trứng thấy không? Bột hay bột cái trứng? Bột xong rồi trứng rồi xong cái bột chiên xù. Vậy em lấy cái muỗng cái lại cho em. Cái này, ủa? Cái này đổ đi đâu được nhở? À đây. Em cầm nguyên một cục nó từ đó. Rồi xong trứng đúng không? Huy ơi, đọc comment. Rồi, dọn đi. Đập đi. Anh định nói tưởng em rảnh thì đọc comment cho vui. Đọc comment cho vui hả? Đọc comment đi, căng thẳng quá. Tình hình Cuba căng thẳng lắm rồi. Tình hình cái gì? Cuba căng thẳng. Anh Khánh làm gì mà đổ nhiều dầu ăn vậy? Anh Thắng ơi, hết sạch chai dầu ăn rồi kìa. Anh làm món gì? À, là tại vì anh ý chiên dầu mỡ em ạ. Anh ý chiên sủ nên là 5 phút nha. Anh ý chiên sủ nên là phải nhiều dầu mỡ như thế đấy. Mọi người biết không, bình thường mình ra quán ăn ấy thì mình thấy các cái món gà chiên này nọ đấy là nó phải nhiều dầu mỡ như vậy nó mới ngon được. Món cơm này cũng y chang như vậy. Đây là món cơm chiên. Đây là món cơm chiên. Cơm chiên gọi là chưng cơm chiên giòn mọi người ạ. Được. Nhúng vô luôn. Sợ nó bể ra quá, nó mềm xèo à. Một nửa quả này mình để làm gì nhỉ? Anh cần thêm màu đỏ không? Anh còn này, tại vì nhiều quá thì nó ác vị mấy cái khác, ớt mà. Trang trí hả? À đây là cắt trang trí. Đúng rồi, để em thử cắt trang trí cho mọi người nhá. Đúng luôn. Rồi, để đây tiếp. Tài nghệ nấu ăn khéo tay như nào này. Trời ơi, căng thẳng quá, em không nói được gì luôn á. Hồi nãy em xuống dưới siêu thị có mở bài gửi cho anh. Đây để em khắc chữ Unify lên quả. Nhưng nãy xong mấy đứa mình xuống siêu thị mình đặt lên đồ ăn là xong cơm rang cho mọi người. Giờ bắt đầu ăn luôn rồi đó. Bể hay chưa mấy. You này. Có muốn nêm thử không Huy? Khó mà có. Em đang bận khắc cái chữ Unify lên quả ớt rồi. Nếm đi, để lát nữa còn vừa miệng ăn đâu. Ừ. Phúc cứ nếm đi Phúc. Em tin vào khả năng của anh mà, chắc chắn là sẽ ngon thôi. Em đang bận trang trí để cho cái tác phẩm chúng ta thêm phần thú vị. Đó. Rồi, anh vô đây luôn. Rồi. Chúng ta còn gần 4 phút nữa hai đội ơi. Kịp, chúng ta sẽ có một chữ Unify rất đẹp. À thôi Uni thôi. Tặng cho các Uni thôi. Xuân sang có hoa anh đào. Mùa sang có hoa đào anh. Xin có lưu ý là sau khi hết thời gian nấu ăn, chúng ta vẫn còn thời gian để cho hai đội trang trí món ăn của mình nha. Yeah. À thế à, thôi em chót làm rồi em cứ làm tiếp. Ê mình khờ ghê, nãy giờ có cái kia mà. Mọi người ạ, à, mọi người thấy không? Huy sắp làm xong chữ Unify rồi. À Uni rồi. Làm nốt cái chỗ này nó là xong. Đấy. Tách sao ta? Đã nha. Úi dồi ôi, đây rồi. Đây, chữ Uni đây rồi mọi người ơi, đẹp chưa? Bột ít quá, cái chén này nó không có đủ lăn cái này. Tặng cho Uni. Không.
kệ. Đẹp không Phúc? À xong rồi Phúc đặt đồ ăn lên trên này giống kiểu... Em phải đặt, em đặt gì thì không thấy nữa, phải để cơm xong rồi để cái này lên. Oh, wow. Cần trang trí gì thêm cái này không nhỉ? Để cắt cho nó đều cái cạnh. Trời ơi, ai bày cái món này khó dữ vậy trời. Vừa xuân sang có hoa anh đào. Da đi da đi da da. Trời ơi, ba để cái ba làm kìa, nhìn nó bày hay. Nó thấy gớm luôn cái thiệt. Tôi bị cột như vậy. Đẹp không? Khởi My ơi, không biết bạn đang làm công đoạn gì vậy Khởi My? Em hiểu luôn anh Trường. Hết bột. Lấy bột ơi. Trứng bỏ vô một cái chén bột tỉnh queo à. Hết bột chiên xù rồi anh. Vậy, nè. Lấy thêm. Đây nè. Ba cục được đi. Nè. Ba cục được rồi. Đâu. Đây đây. Còn cần làm gì nữa nhờ? Mình còn cần làm gì nữa nhờ? Lấy cái dĩa đi. Cần trang trí là được rồi. Đi á. 4 Thơm quá. Tí cho em ăn thử cái món bên nhà mình nhé. Không nhé. Sao lại thế à? Em tìm cái gì? Em tìm cái đĩa, cái dĩa. Cái dĩa hả? Cả cái dĩa kìa, cái dĩa màu trắng. Cái cơm này nó không có dính mà. Đây rồi. 45 giây nữa ạ. 45 giây kìa Phúc. Bày vô thôi. Để bên cạnh hay là để đập vào giữa? Thơm quá, hôm nay có hai đầu bếp. À ở đây, à chị My có được tính là đầu bếp không ta? Không, chỉ là phụ bếp thôi. Sao em nhìn thấy nó cứ bầy nhầy ấy nhở? bầy hầy. Tại nó có trứng mà. Ui dồi ôi. Trời đất ơi. Ui dồi ôi. Nè bột trước rồi trứng xong rồi chiên xù. Trời ơi, tôi giới thiệu cái công thức là mình lăn bột xong cái bắt đầu mình trụng miếng trứng rồi xong cái bắt đầu mình hãy để vô bột chiên xù. Bà nhớ sao giờ bà trụng chiên xù trước. Hết giờ. Cái bà bỏ vô cái bột rồi cái cuối cùng là cái trứng. À, thế là lý do sao mà nó bị gầy đúng không? Bị fail đúng không? Nhiều quá, chắc mình đổ ra một nửa rồi ha. Ừ, Phúc chỉ làm sao đẹp à. Đặt bên cạnh hay đặt ở giữa? Phúc chọn. Hai đồ có cần thêm thời gian không ạ? Phải cần thêm thời gian. Hay là mình hay là mình đổ hình cánh sao? Trời đất ơi, mai đổ ơi hình cánh sao Phúc. Đúng. Ủa cái gì cứ kêu nhở? À để mình chết à, không lấy được cái dĩa nữa. Em làm lâu quá. Lục Huy ơi, bạn tắt giùm nó không ra cái gì. Dạ. Mình bấm nút rồi. Rồi đi lấy cái dĩa. Ê có cái dĩa tròn đẹp sao em lấy dĩa này kia vậy? Dĩa tròn đẹp. Không nhưng mà anh ấy bảo lấy dĩa này mà. Đâu. Tùy anh. Đĩa nào cũng được, tùy vào mình ấy. Anh muốn cái nào đẹp hơn? Dĩa tròn đẹp hơn nhưng mà chắc thôi. Tròn cái nào? Tôi thật là phục những người nấu ăn, những con người nấu ăn. Có cách nào để cho nó đẹp hơn không nhỉ? Do nó ăn đâu khó lắm á mọi người, cái cơm nó không có dính lại đâu. Cái gì không, vậy trời? Em... Cái gì vậy Tàu? Ôi dồi, mồ hôi. Thấy cơm gì? Này là mồ hôi nước mắt của em đó. Sao cái miếng này nó loang lổ đấy anh? Lăng... Sao vẫn... Lăn tròn nó khó lắm, cái cơm nó không có dính. Khổ thân anh. Được, ba cục tròn đẹp em. Trời ơi, ổn định. Mình trang trí mình lấy ngọt. Rồi, xin mời hai đội mình sẽ dừng lại phần nấu ăn và mình bày ra gì. Ok. Trời ơi, em muốn chết luôn mọi người ơi. Trời ơi. Lấy cái dĩa bày. Khoan để em rửa cái tay cái đã. Còn bày được thêm cái gì nữa nhỉ? Chúng tôi xin được dùng vẫn chưa hả? Anh lấy ba cái cục đẹp này thôi, mình lấy sau khi đã nấu ăn xong thì chúng ta có quyền tháo dây ra rồi ạ. Tháo dây được rồi đúng không? Tháo dây được rồi ạ. Trời ơi, động trời ghê hà. Cho nó tròn. Tháo dây. Và bây giờ sẽ là đến phần trang trí cho hai đội. Và hai đội ơi, mỗi đội chúng ta sẽ bày những cái phần đồ ăn của mình ra những cái dĩa. Tôi được xài chưa? Hơi nhiều ấy, bớt bớt rồi nhá. Sao nhìn cho nó đỡ bị đầy nhá. Cái nào mới là cái chính? Không biết Kevin Khánh định sử dụng Super Tool nào ạ? Mình trang trí đi rồi à.
Tôi xin sử dụng trừng phạt mu bàn tay màu nhiệm vừa phải hơn ấy. Đội Toby hãy nghe nè. Trừng phạt dành cho đội đối thủ: giữ thăng bằng ly nhựa trên mu bàn tay, nếu làm rớt sẽ được cộng thêm một muỗng gia vị mỗi lần, tương ớt, tương cà hoặc muối ớt xanh. À, sao ta? Tim đồ xin được xài Super Tools. Super Tools à? Tôi xin được thêm một miếng nữa gia vị. Tim đồ xin được thêm một cái nữa nha mọi người ơi. Loại thẻ này là thẻ trừng phạt cho đội đối thủ nè, được quyền rắc thêm một loại gia vị bất kỳ mà không hạn chế liều lượng vào món của đối phương, dùng trước khi cho khán giả ăn. Khán giả ăn? Đó, đây. Từ từ, thức của mình là gì? Tôi dùng cái này. Thôi, khoan. Ok, ok. Bây giờ không, không dùng cái nào, mình không dùng cái nào. Rồi, bây giờ là vừa rồi chúng tôi thấy hai đội đã nói rất là nhiều cái tool, thì không biết Khánh chốt lại mình sẽ sử dụng tool nào ạ? Không xài. Mình sử dụng hai cái này trước. Không xài. Cái này mình đợi lúc mà lưới nhà mà bị thủng á, phút 90 cái mình xài này. Không xài. Hiểu. Rồi. Ok. Rồi, xin mời sử dụng tool nào. Anh xin mời Khánh đọc lại ạ. Gia vị giờ chót. Ủa, có hai người thôi mà. Hai cái thôi. Ba người. Công nhận thấy không phải mình nói cái cười tươi gì. Mà có giám khảo kìa, thấy không? Ba ban giám khảo rồi kia. Tôi đã hiểu rồi. Team Lục Huy với lại Toby ơi, mình sẽ chia đều cái phần ba cái dĩa cho giám khảo ăn ạ. Ồ, ba người ai chia đều. Ba ban giám khảo. Bây giờ tụi em bưng một cái dĩa bự ra xong ba người mỗi người cái chén được không? Thôi chia ra đi. Mình giống như là mình đang thi MasterChef. Mình phải chuẩn. Rồi, bưng nha, bưng nha. Đây, bưng để em làm. Xin mời Kevin Khánh sử dụng Super Tool thì xin mời bạn rắc gia vị ạ. Chưa mà, tụi em thấy đứng thăng bằng không được mới bị rắc mà đúng không? Đúng rồi. Ủa, để rắc đi. Thấy Kevin Khánh nấu là queo liền à. Phân biệt đối xử dễ sợ. Không phải mình cầm qua để mình đối chứng, lỡ người ta không chịu, người ta đánh mình sao, mình phá đồ ăn của người ta mà. Ờ, đây ra gì mọi người đọc giùm cái nha. Rồi mình làm nha. Thôi trời ơi, 14 triệu tim mà nha mọi người, 21.000 lượt xem. Cảm ơn mọi người. Mọi người có... À, đau lòng. Thôi chết rồi, mấy bạn thua đi. Thôi xong. Xong. Buồn quá luôn á. Super Tool. Đỉnh cao 50. Tại sao chúng ta lại tốt thế hả Phúc? Tại sao Phúc lại mọi tốt người thế hả có Phúc? Cái gì xài hết đi. Trời ơi. Bây giờ đâu có dùng được nữa đâu. À, cái này chưa. Đúng không? À. Khoan, để yên đó. Nhìn nè anh Nghiêm. Cái gì? Anh thách em hả? Xin sao đâu, nhiều vô. Sắp ra tôn. Cái gì? Sao mà tôi? Gì? Dạ. À, bây giờ thì xin mời ba ban giám khảo hãy nghe kỹ hiệu lệnh ạ. À, ba món ăn, ba cái cục tròn kia là sản phẩm của đội bên em làm ạ. Còn ba cái đống bùi nhùi kia là thuộc về bên này ạ. Ủa sao? Sao thuộc về bên này? Chộp lông cháo phục. Chộp lông cháo phục. Là sao? Là gậy ông là đập lưng ông. Món của bên này sẽ thành của bên này, món bên này sẽ thành của bên này. Tèo tèo rồi này ghép nhạc. Tèo. Ủa, vậy là bên này xài cái đó được luôn. Là xài xong chưa? Xong rồi ạ. Tới mình xài nha. Chộm lông, giật lông. Trộn lại lần nữa. Sao? Thêm gia vị. Rồi thêm đi, đó nó chiên cứng ngắt rồi thêm đi. Xịt đó, đi. Thêm đi. Rồi xịt đi. Em thêm nước mắm nè mọi người. Mọi người có muốn ăn được em không? Em thêm nước mắm nè. Xịt ra. Khoan, anh Tồn. Nước mắm trước khi anh thêm, anh không phải nghĩ kìa.
Kìa, ông niệm chú đại bi rồi kìa. Mọi người ơi, khó người khăn, ơi. À, không, khó khăn lắm, anh phải nấu cho một bữa như đây, vậy đây, đây, mà đây, 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 hết rồi, nằm có 4 cục thôi đó, hết rồi, quá mọi rồi, ơi, đâu. À, tụi em thì nước mắm che hiệu. Mọi nước người che hiệu, tuy là che hiệu nên rất là thơm ngon. Em cầu em cho recommend đây, đây, đây. Em recommend mọi người em recommend mọi người nên sử dụng hạt nêm có kiến nha mọi người, tốt cho sức khỏe. Ôi, rắc một miếng vào là rất là ngon luôn, tuyệt vời, ngon không? Rắc ăn một nêm là không có được, rắc muối thôi. À, rắc muối, muối. Ngày hôm nay em về đây để thăm năm mồ của chị. Ờ, vui lắm. Nè, tụi em đó thì muốn nấu những cái món thơm ngon nhất cho mọi người thôi. Đâu có ngờ là xịt nước tương nát bấy gì rồi đâu. Ai nghĩ là đối thủ lại ác như vậy đâu. Cái em không định xài xài cái gì luôn. Không tính đó. Xài gì cả. Thôi đi, em đừng có xạo. Em nói thiệt mà, nãy là mọi người xịt vô đây thì em mới bắt đầu xài thôi. Con kia nó cầu chú đại bi này. Ba gì làm gì ám khẩu ăn tình tỉnh coi chừng đau buồn ông nghĩa. Trời trời. Ban giám khảo ơi, mọi người muốn cái nào? Mọi người chọn đi ạ. Muối đi. Muối. À, ok, để em rất nhẹ nhàng thôi. Có nhắc nhẹ nhàng không ta? Không sao, ăn nếm thôi à, không sao. Không sao, ăn nếm thôi mà. Mình sẽ ngon. Ừ, đúng rồi. Hay. Đúng. Ê, ê. Bởi vì em lật luôn cái mặt kia. Em làm đi. Không, được xịt một lần thôi, một gia vị thôi. Không, một... Mày bọc nguyên cục đấy. Trời đất ơi. Làm xấu luôn món ăn của tôi rồi, trời ơi, động trời. Ngon lắm đấy. Tại cái miệng hại cái thân thấy chưa? Anh Nghiêm nãy giờ anh Nghiêm ăn thấy ngon không? Ôi, mình làm mà. Ôi, anh được ăn đồ ngon rồi à? Ăn một miếng cuối cùng thôi, nó làm có 4 cục kìa. Rồi. Trời. Mình ra đây mình đợi... Mọi người muốn ăn nữa, ở lại chương trình để Khánh làm cuộn thêm mấy cục nữa nha. Em mong ban giám khảo ăn xong đây, đi, lấy nước. Ơ, mọi người còn muốn ăn thêm nước mắm không ạ? Hương vị từ biển cả. Làm ơn đừng nhây nữa, ba người đó sợ. Đây là nước của tụi em, nhưng mà em nghĩ là tụi em không cần đâu. Mọi người cần nó. Em nghĩ là cái món này muốn ngon là phải đổ thêm sữa đậu nành vào. Tôi xin nói lên ba lời của ba. Mọi người thích cái đổ thêm ở đây, mọi người đổ thêm đậu nành vào. À, chúng tôi có một cái lưu ý là vì có quá nhiều cái sự thay đổi bất ngờ và phút chót, cho nên ban giám khảo chúng ta trước sau khi ăn á thì chúng ta sẽ quyết định xem là món nào mà mình thích hơn nha. Chứ ở đây chắc chắn là sẽ không có món nào ngon. Đúng rồi. Cho nên chúng ta sẽ quyết định là món nào sẽ là món thích hơn. Và ngày hôm nay do có quá nhiều sự thay đổi và phút chót, cho nên chúng tôi quyết định là số điểm của ban giám khảo chỉ chiếm 50% thôi. Và bây giờ chúng 50% còn lại là 4 người của các bạn. Chúng ta sẽ có một cái phần gọi là bốc thăm. Và cái người mà bốc trúng cái thăm đặc biệt của chương trình thì sẽ phải ăn cả hai món và đưa ra cái quyết định là món nào là món ngon hơn bằng cách là trả lời thật là thành thật qua cái máy nói vô. Ôi, cái máy đó là cái máy nói xạo. Ok. Coi cái máy nói, coi máy. Xin mời, trong lúc ban giám khảo đang ăn thì xin mời tất cả các ông bạn. Ông xin cái muỗng kìa, lấy cái muỗng cho ban giám khảo kìa. Đâu đâu thiếu muỗng à? Ăn chung đi, không có cô Corona giết đâu. Muỗng nè, chưa xoay. Ăn cơm bằng đũa luôn. Cần thêm muỗng không ạ? Muỗng này cũng dính một ít muối này. Mặn hơn xíu nó cho ngon. Xin mời cả 4 bạn chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần rút thăm ạ. Xin mời Kevin Khánh mình em rút ra. Ôi rồi thăm ở đâu xem. Đây rút thăm ở đây. Sẽ có 4 lá thăm và chỉ có duy nhất một lá thăm khác biệt là các bạn sẽ phải là thành viên định mệnh. Đây, em thử. Thành viên định mệnh hả? Rồi bây giờ lần lượt từng người rút thăm nhé. Ôi giời, cái gì? Rồi xin mời các bạn mở lá thăm của mình ra. Lá thăm có gì? Thăm cái gì hết? Có nè, định mệnh á. Rồi thành viên định mệnh. Định mệnh. Ăn đi em. Cuộc sống mình không có định mệnh. Tay tôi cái định mệnh mà định mệnh là làm cái là gì ta? Là em ăn hết hai những cái món ở trên bàn. Mà ăn đồ thừa của ban giám khảo. Ừ. Không. Sao nhăn vậy giám khảo chính giữa? Em nói bụng. Em nói bụng. Ui wow. Uống nước hơi chiều nha ba vị giám khảo. Trời, nó rải muối cỡ đó ăn chắc chết, đi bán muối luôn. Thế mọi người ơi, thế bây giờ là em phải làm gì ạ? Em đợi đúng không ạ? Và vừa rồi thì tổ giám khảo đã tách cái phần đồ ăn của mình vào chén riêng rồi, cho nên là bạn sẽ thử
lần lượt cả hai món đã được nêm gia vị rất là đều. Đây để chị lựa cho em cái miếng nhiều muối nhất nha Quy. Trời ơi. Quý lắm mấy trò miếng đó đó. Xin mời Kevin Khánh mình sẽ đến lấy cái. Chị cầm thấy em ăn kiểu gì ta? Dạ. Đấy thì em. Không, không em lấy thì lấy. Không em phải cắn cái bì chị đút cho em ăn nè. Cắn cái miếng nhiều muối nhất nè. Wow, chết mày chưa? Cho mày chưa? Trời ơi, động trời. Nhìn cho nó. Chết mày chưa? Nè 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 muỗng. Trời ơi, cảm giác như đại nhân đang ăn vậy đó trời. Anh làm. Trời, mọi người có biết là công sức em nắng từng nắm cơm mà nó cứ rớt ra xong em gộp lại rớt ra xong em gộp. Trời ơi, nó nắng từ lúc biết nắng đúng nào mà sau đó nó nắng lộn là mọi người thấy được hết luôn. Mọi người thấy khuôn mặt mình là mọi người hiểu cái món ăn nó như nào rồi đấy. Ôi, nước ngon. Chiên hả? Chiên tiếp đi. Ừ, chiên tiếp đi. Biết không? Chiên làm không? Không. Rồi có mấy nó thật đúng không? Ừ. Hết trứng rồi đem đặt trứng. Giống như là vừa đi gọi là được du ngoạn từ dưới biển xong rồi đi lên trên rừng gì đó. Nó thanh mát, nó tuyệt vời lắm mọi người. Nó không giống như là cái sự chua chát và đắng cay ở cái bên này. Đi, đi vô đây em. Rồi, em. Đi vô đây nói chuyện. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của tổ giám khảo ạ. Chúng tôi sẽ đếm ngược và nếu các bạn thích món ăn của đội nào hơn thì mình sẽ đẩy cái món ăn đó về phía trước nhé. Đừng có hất đổ nha ban giám khảo. Đừng hất đổ. Ghét. Xin mời ạ. 3, 2, 1. Là sao ta? Là thua rồi hả? Là vẫn chưa biết được. Là vẫn chưa biết. Ê, là mình win chứ. Mình win được 50%. Hiện tại là 50% là món của Kevin Khánh. Em biết được cái này đã trả lời. Em có bị giật không? Có. Cái này giật điện à? Ừ, đến. Chứ rồi tại sao em lại bị hành hạ thế? Em tưởng định mệnh của em nó chỉ nhẹ nhàng, nó không đến mức độ như vậy. Đến chỉnh nó nặng xíu. Chỉnh cho nó nặng xíu đi anh. Ok, cái hút ngoài này mùi. Đừng. Đừng đối xử với em như vậy. Em chưa muốn ra đi sớm như vậy đâu. Để cho nó chạy đúng cái nó tích đủ điện á. Cái bắt đầu mình mới chơi được. Đó, đủ điện rồi đó. Cái điện này giật là nhảy lên 180 luôn nè. Rồi để tay vô đi. Để tay vô. Rồi mình khóa lại. Mình đang ong mà, đúng rồi. Đúng quá. Rồi. Rồi bây giờ sao? Mời anh hỏi câu hỏi. Rồi, Lục Huy đã sẵn sàng chưa ạ? Theo bạn thì món ăn của đội nào là món ăn ngon hơn ạ? Món của đội em. Miệng hơi... Ây, lập rồi! Cái gì đây? Sao lại giật lên thế? Sao lại giật lên thế? Em nghĩ là cái máy bị hỏng rồi. Em có muốn thử không, Toppy? Nhưng mà tại sao nó lại giật ạ? À? Là mình trả lời không. Không mà nãy em chưa ăn. Không hề luôn, em không hề không thật món lòng. Món em không ngon bằng món ăn nhưng mà không. Không được lòng em. Không phải, không em không hề rồi giá, chắc chắn là em không hề rồi giá. Em ngại khen chứ gì. Không, thực sự là cái món bên anh em sợ lắm luôn đấy. Tại vì ấy, nó mặn xong rồi bên trong nó lại lợ lợ. Mà tại sao cái này nó nói em không phải gì nè? Sao lại thế ta? Máy này ăn gian. Máy này chương trình sắp đặt. Có máy đặt thiệt. Chết rồi. Thôi mình phải tôn trọng chương trình. Thôi. Đúng rồi. Mình tới chơi chương trình. Ok này. Ok ok ok. Đúng không? Thôi thì cứ coi như là ai nói thì nói chi. Để mì mì á bắt đầu thích cái trò mà do cục cơm rồi đó. Thích rồi đó. Tự im lặng đang quay nha mà bỏ chương trình luôn, quay lại đứng dò cục cơm kìa. Em dò hai cục rồi nè. Kìa, nãy giờ dò 15 phút được hai cục. Em bật lửa nha. Bật lửa đi. Không mấy tối nay về mình làm món này đi anh. Rồi em bài rồi con dọn ha má. Dạ. Ơi mình chưa xong show mà. Mọi người mình chưa xong show. Trời ơi nó vỡ rồi. Qua đây chưa. Trời ơi tại sao lại gấp cái cục này của tôi? Đây thằng bé này. Thấy chưa? Thằng bé này làm hư hết rồi. Tôi test lại được. Thôi được rồi. Tôi test lại được à? Tôi thử xem có giật không nhá. Mà tại sao lại thế? Kỳ lạ ta. Làm nó giấu gì không? Ngay cái giây phút đó cái con tim của em nó loạt nhịp cái là nó bấm vô trước hả? Bây giờ Kevin Khánh xin mời bạn thao tác máy ạ. Tôi sẽ là người đặt câu hỏi ạ. Đó. Anh đặt câu hỏi cái món nào dở ấy. Tại cái tay anh nó ấn vô là nó còn hiểu được anh là muốn hỏi thật lòng như thế nào nữa. Hỏi đi. Theo bạn, chị Khởi My có nấu ăn ngon không ạ? Trời ơi, động trời. Trời đất ơi. Câu hỏi mang tính chất động trời. Thằng bé nó không dám trả lời luôn, sao giờ? Anh bấm đi, anh... tôi chết quên chưa trả lời. Tại cái này em nghĩ là cũng không cần trả lời, ai cũng biết rồi. Ừ, là... Nhưng mà cũng không... Anh Khởi My đông lắm á.
fan chị đông không lắm sao? Em nhưng mà hình như là fan chị cũng biết cái sự thật đúng không ạ? Không, ừ, đúng fan, rồi fan chị lúc nào cũng ủng hộ chị em. Dạ vâng, thì chị Khởi Vy nấu ăn cũng cũng không có được cũng không có được, không có được, cũng không có được. Một là được hay là không được? Thằng bé này chị nấu cũng ngon lắm mọi người ạ. Ok, để ngón tay xuống. Mày mà đúng một cái là tao cười á. Để xuống. Giật, giật. Này rồi quá. Giật nhỏ nè. Ê, em lo lắng là được. Em thấy không? Em thấy trái tim luôn. Em nói xạo, em lo lắng nó phát hiện đó. Giờ hiểu rồi, em... cái máy này là đo lúc mọi người lo lắng. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc em... mà nó nói chuyện, nó lo lắng cũng bị luôn. Em nói thật. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó lo lắng cũng bị luôn. Em nói thật là lo lắng. Cái máy này là máy đo sự lo lắng. Lo lắng chứ không phải là đúng thật. Chung là việc mình nói thật hay nói xạo bây giờ cũng không còn có ý nghĩa nữa mọi người ạ. Đúng rồi, chị ngon. Định mệnh của mình là như vậy đó. Định mệnh là bị cả thế giới dối lừa. Rồi, sau khi tổng kết cả hai phần thì hiện tại đội của Kevin Khánh rất là may mắn đã giành chiến thắng trong tập. Yes! Yes! Woo! Mọi người biết không? Mọi người giúp như vậy là tuần sau mình đỡ rồi, thôi chứ không gì hết trơn á. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc mừng anh nhá. Cảm ơn em. Anh. Cảm ơn em, vợ anh đâu rồi? Vợ anh đang nấu ăn rồi. Anh đang mày mò trời món ăn. Bất ngờ quá. Lát về ha là Khởi My sẽ nấu bày bánh nhà em luôn. Em quyết định rồi, kể từ nay em biết công thức món này, em sẽ nấu món này mỗi ngày. Không chắc ăn cái này bây giờ là ngon nhất trong tất cả mọi thứ đây. Ờ. Dỗ nhất. Chị chút. Cho mình cảm nghĩ của khách mời như thế nào? Chị My bận rồi, lát hồi chị My ra sau, mọi người cứ nói đi. Mọi người nói đi mọi người. Lúc mới tới show á, tại vì đã tham gia cái mùa trước rồi. Mùa trước với mùa này không giống nhau nha em. Giống dễ thương quá ha. Giống như ba người này nhân vật chính, con nhỏ phụ bếp đứng sau. Nó đứng nó lục đục làm gì kệ nó, kiểu gì. Ở cái mùa trước á, cứ mà tham gia thì vui. Nhưng mà không có được vui như cái này, tại vì cái này có rất nhiều thứ để mình làm. Được mới vô nữa. Đúng. Đi nấu đi, đứng nói chuyện. Mới đầu vô á là mình đã được chơi game nè. Sau đó mình còn đi mua đồ ăn nè. Mua đồ ăn nữa. Xong mình lên mình được nấu ăn nè, mình còn được ăn nữa. Mà cái khúc mà vui nhất, mà cái khúc bất ngờ nhất là cái khúc hồi nãy. Super Tool. Trời ơi, Super Tool, Super Tool. Trời ơi, bất ngờ dễ sợ. Trời, thấy không? Thấy tôi nói đợi phút 90 không? Cộng thêm 2 phút nữa đi rồi, tôi bắt đầu vấy suốt lại. Nè em thấy không? Lúc mà anh rất là tôn trọng món ăn. Anh không có định xài một cái bất kỳ một cái tool nào hết trơn á để cho mọi người ăn một cách vui vẻ. Anh, nếu mà anh mới đầu anh đòi đòi mọi người có thấy ánh mắt của nó lé lên một sự dối trá không? Đó, ông ơi, mọi người nhìn đây, con máy nói sự thật. Đặt vào mà không chơi thì nói làm gì, đặt chơi thử chơi. Rồi bây giờ đặt vô nói đi, đặt anh nói được, anh phải làm thử. Đặt vô sao, rồi nói. Sao hồi nãy cái gì anh quên rồi. Ê, bị giật chắc là đau lắm đúng không mọi người? Top B, xin bạn hãy trả lời một cách chân thật. Bạn có ý định xài Super Tool để hãm hại Bạch Tổ giám khảo hay không ạ? Không có. Chúc bạn may mắn. Nó đo sự lo lắng của em thôi chứ nó không có đo cái gì. Anh vậy là được rồi đúng không anh? Vàng là được rồi đúng không? Ừ, được rồi đó. Được không? Vậy pha. Ê, vậy là anh tôn trọng món ăn thiệt. Đúng rồi, anh là rất vậy là tôn là giống như là ăn. Em là cái thằng mà không tôn trọng người ta, đồ ăn của người ta, em xịt nước tương đầu tiên. Đúng là, rồi. Là em cái thằng mà không có nam tử Hán, đúng không? Đúng không, cái này là em nói anh. Anh là tiểu nhân trong em rồi. Thằng bé nó vẫn chưa hiểu tiểu nhân là sao đúng không? Không, nhưng mà thực sự là sau chương trình này có lẽ mình đã bị coi là tiểu nhân bởi mình đã bị cái máy này hại mọi người. Mình trả lời sự thật nhưng mà Jimmy quay lại tin mình là nói thật. Lý do tại sao tôi làm hai cái cục này, tại vì có hai khách mời. Anh Trường là chưa có được ăn món ăn. Vậy nghe em nói gì không? Hả? Cái gì? Nghe em nói gì không? Không, em không có gì liên quan tới câu chuyện này hết trơn. Đây là một trứng của anh Trường và một trứng của chị vợ anh Trường. Oh. Cái này có phải là cái nè. Em xin lỗi anh, tụi nó đã ăn hết cái này của anh rồi. Xịt tương ớt vô. Anh nhớ là phải chấm miếng tương ớt nha. Trời ơi, tâm huyết em đứng nãy giờ trong đó mà em không nói một lời nào, em bị mất hình quá trời luôn đó. Cái cục này có phải là cục em làm vỡ không? Không, cục em làm vỡ là khác. Tôi đề nghị mấy quay lia cận mặt, cận môi, cận miệng hai anh chị cho tôi. Dạ đây. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy mà ép người ta ăn như vậy. Không, hình như là ngon. Không, nãy giờ thấy hai anh chị ánh mắt thèm thuồng lắm. Cho nên là em quyết định. Nào, em quyết định.
Đó, em quyết tâm nặng hai trứng bằng thôi nhau. Mình để nó đi rồi lát hồi mình sẽ nghe ý kiến của anh chị. Để không có sức mẻ tình vợ chồng gì hai cái bánh của em. Về đây con trai. Chào ao con trai. Anh thấy tự hào về em chưa? Ta sợ quá. Nãy giờ chị qua luôn. Rồi. Tổng kết team và view. Tổng kết team và view ngày hôm nay. Trời 27.000 view luôn nha mọi người. Yeah. Và 14.800 team. Wow. Hay quá, xuất sắc luôn mọi người ơi. Mọi người thấy chưa, mỗi lần My nấu ăn là có một sự like vượt trội. Em đề nghị V-Live sẽ làm chương trình này cho tới khi nào em biết nấu ăn và nấu ăn thuần thục. Một lần nữa xin được cảm ơn V-Live rất nhiều. Cảm ơn các anh chị quay phim, các anh chị ban giám khảo rất là có phước ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn khán giả đã thả tim cũng như là coi miệt mài chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn vượt qua mùa corona một cách vui vẻ bên chương trình Cặp Đôi Cặp Đi. Nhớ tham gia mini game mỗi tuần dành cho khán giả trên fanship nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.